nhỉ? Ok. Em xin chào tất cả các chị yêu của nhà em nha. Trời ơi, các chị yêu của nhà em nhanh quá là nhanh luôn. Em vừa phát live stream một cái. Em vừa phát live stream một cái là các chị yêu của nhà em đã hỗn hàng ngay rồi. Các chị yêu của nhà em quá là nhanh luôn. Vô chế sao một người buồn ghê. Chị Kim Bảo Ngọc vô chế sao một người hả? À đúng, chuẩn xác luôn. Chị Kim Bảo Ngọc vô chế sao một người, chuẩn xác luôn. Đúng rồi, thư ký nè. Làm ăn. Quá nhanh và quá nguy hiểm đúng các chị yêu. Chuẩn xác luôn. Em xin chào tất cả các chị yêu đến với chương trình phát livestream của nhà mẹ chuột nhá. Hôm nay em đang phát livestream trên kênh Facebook của nhà mẹ Nguyễn Hương ha. Và em xin chào tất cả các chị yêu đang có mặt ở đây xem em phát livestream. Và vẫn như thường lệ thì em vẫn sẽ có một món quà nho nhỏ cho các chị yêu. Khi mà các chị yêu vừa mới xem em phát livestream một cái mà các chị yêu vào ngay liền luôn, là em sẽ cũng có một món quà đối với các chị yêu. Thì nhà em vẫn bán quần áo mà, nhưng có điều là nhà em đang chạy lại tất tần tật mọi thứ để cho nó ok hơn này. Rồi, bây giờ em sẽ lên quà tặng của nhà em các chị yêu nhá. Và em xin được tặng quà cho chị yêu mà khi mà em vừa bắt đầu phát livestream á, chị ấy vào comment nhà ngay và luôn. Đấy, để cái lượt đầu tiên này em không kiểm tra lượt chia sẻ, em cũng không kiểm tra kết bạn theo dõi bởi vì cái này là đầu tiên. Nhưng mà sau khi cái quà tặng đầu tiên này sẽ lên quà tặng thứ hai. Và quà tặng thứ hai thì nhà em sẽ kiểm tra, chia sẻ và theo dõi nhé. Bởi vậy các chị yêu ngài nhanh tay chia sẻ theo dõi bà nhà mẹ chuột nhé. Còn bây giờ em xin được công bố chị yêu nào mà nhà em vào đầu tiên nhé. Em xin chúc mừng chị Ngọ Thu này. Chị Ngọ Thu, em xin chúc mừng chị yêu nhé. Em xin chúc mừng chị Ngọ Thu là chị yêu đầu tiên mà em nhìn thấy chị yêu khi mà em vừa bắt đầu phát livestream. Em vừa bắt đầu phát livestream, chị Ngọ Thu là người vào nhà em comment đầu tiên. Đấy, do là ấn theo dõi kết bạn nhà mẹ chuột nên là chị ấy đã nhìn được khi mà em phát livestream, chị ấy đã thấy được thông báo là em đã phát livestream và chị ấy vào comment ngay và luôn. À, em xin chúc mừng chị yêu nhá. Mới thấy thông báo mà vào là 30 người xem rồi. Dạ vâng chị yêu ơi đấy. Bởi vậy là các chị yêu phải ấn theo dõi bà nhà mẹ chuột ở chế độ xem trước nhanh và luôn, để khi mà vừa mới em phát livestream một cái là các chị yêu sẽ nhận được thông báo của nhà em nhé. Dạ vâng, chị Ngọ Thu chụp ngay màn hình lại cho em để inbox với nhà em nha. Và chị Ngọ Thu ơi, chị Ngọ Thu nhớ là ấn theo dõi kết bạn nhà mẹ chuột và chia sẻ bà nhà mẹ chuột nha. Nhà em sẽ kiểm tra nhưng kiểm tra sau ạ. Thư ký ơi, lên khuôn son đi thư ký ơi. Dạ chị Lý Trẩm, do chị Lý Trẩm mạng của nhà chị Lý Trẩm có vấn đề hoặc là do là chị không kết bạn với chị Ngọ Thu hay sao đó. Nhưng mà trên Facebook nhà em chị Ngọ Thu là người đầu tiên nhá. Nói chung là đấy, cái tình trạng mà mạng Facebook nó khổ vậy đấy, người thấy người không. Các chị yêu à, lên lượt người view cho em là em sẽ chơi mi game với các chị yêu nhá. Lên view là em sẽ chơi mi game với các chị yêu ạ. Lên view một cái là em sẽ chơi mini game mái thoải với các chị yêu luôn. Bởi vậy các chị yêu ơi, chia sẻ bài của em để lên view để em chơi mini game với các chị yêu cho nó sung sướng cuộc đời nhá. Chị Thúy Phan Thị, em thấy chị Thúy nhá. Dạ các chị yêu ơi, mỗi chị yêu chia sẻ bài của em một lần để mình được tham gia mini game nha. Dạ vâng, em công bố là chị chuẩn xác thôi nên các chị cứ yên tâm đi ạ. À, chị Ngọ Thu đầu tiên là em hốt chị Ngọ đầu tiên, chứ làm sao mà chị thứ hai mà em hốt chị đầu tiên được, đúng không ạ? Các chị yêu chia sẻ bài hộ em để được tham gia chơi mi game nha các chị yêu nha. Thấy mình không chị Trang Nguyễn này, em thấy chị Trang Nguyễn, em thấy chị Vân Tồ nhá. Em thấy tất cả các chị yêu của nhà em. Ngày nào lên livestream mấy chế em để gặp mấy chế, làm sao mà không mới thấy mấy chế được ạ? À? Chào chế Như Quỳnh nhá. Em xin chào chế Phương Nguyễn này. Đã bảo là các chị chỉ cần theo dõi livestream nhà em vài lần thôi. Khi mà em công bố kết quả ở trên này, khi mà em công bố kết quả là em nhìn thấy chị yêu là em công bố luôn, chứ em không phải để các chị yêu chờ đợi lâu. Đấy, em không để cho các chị yêu buồn phiền gì đâu ạ. Công bố chỉ có chuẩn và sát thôi các chị yêu nhá.
Dạ, em xin chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ nhá. Em xin chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ, thật là vui vẻ này. Em chào chị Hồng Nụ Cám Gạo nha chị yêu ơi. Rồi bây giờ em sẽ lấy son ra và trong quá trình em chờ đợi các chị lên lượt view cho em để chơi mini game á. Chơi mini game thì các chị yêu chia sẻ bài hộ em nhá. Mình chia, mỗi chị yêu chia sẻ bài hộ em cái. Ngoài ra chị yêu nào mà muốn nhận son dành cho năm cho lượt chia sẻ nhiều nhất thì năm chị yêu chia sẻ bài hộ em để được nhận son nhá các chị yêu. Năm chị yêu chia sẻ bài đầu tiên hộ em là sẽ được nhận son của nhà em ạ. Chị Dung Nguyễn Kim. Dạ chị Dung Nguyễn Kim ơi, nhà em mà có xin địa chỉ của chị yêu rồi là nhà em đã gửi son rồi nhá. Còn nhà em chưa xin địa chỉ, tức là nhiều khi ẩn comment nhà em không thấy được á. Đây là chị Dung Nguyễn Kim chia sẻ bài, em thư ký mở nhạc nhỏ lại. Hoặc là chị yêu ơi, chị yêu có thể inbox đến nhà em để nhà em kiểm tra xem nhà em đã gửi hàng cho mình chưa nha. Do là bây giờ em đang phát livestream em không coi được á. Chị yêu có thể inbox với nhà em để nhân viên nhà em kiểm tra ha. Dạ vâng, chị Phương Nguyễn Thị này. Các chị yêu chia sẻ về hộ em nha. Đây là những thỏi son. Đây các chị yêu, những mẻ son vừa mới ra đời đấy các chị yêu này. Vừa mới được hoàn thiện. Đây là những mẻ son vừa mới được hoàn thiện nhá. Nhìn quá là mê đúng các chị yêu. Nhìn quá là mê luôn. Đây là những mẻ son vừa mới được hoàn thiện nhà mẹ chuột này các chị yêu này. Đấy, để em chụp hình cái để cho các chị xem này. Đây là những mẻ son của nhà em cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ đẹp luôn. Quá là đẹp so với một quy định. Game nhà mẹ chuột khó quá. Dạ chế Ngân Đặng ơi, chế Ngân Đặng là một trong những chị yêu nhận được nhiều son nhà em game lắm rồi đấy. Chế mà bảo khó là xỉu luôn. Với lại game thì phải khó khó chơi mới vui đúng không chị yêu? Game là phải khó khó. Dạ vâng, chị Nụ Hồng Cám Gạo em cảm ơn chị yêu nhé. Chị yêu nào mà muốn nhận son nhà em, chị yêu nào mà muốn nhận son nhà em dành cho lượt chia sẻ nhiều nhất thì chia sẻ bài hộ em lên các hội nhóm group nhé. Nhà em hôm nay sẽ công bố là trong ngày hôm nay nhà em sẽ công bố lượt chia sẻ nhiều nhất của 3 ngày vừa qua nhé. Trong ngày hôm nay nhà em sẽ công bố lượt chia sẻ nhiều nhất của 3 ngày vừa qua. Bởi vì các chị yêu từ giờ đến chiều nhớ vào Facebook của nhà em kiểm tra xem là chị yêu nào được có tên trên trang cá nhân của nhà em nhé. Chiều nay nhà em sẽ công bố nè. Bây giờ nhân viên nhà em đang ngồi chốt lượt chia sẻ nhiều nhất. Nên là hôm nay sẽ công bố các chị yêu luôn nhé. 3 ngày vừa qua nhà em cứ 3 ngày là sẽ công bố một lần. 3 ngày nhà em sẽ công bố một lần các chị yêu ha. Chị chia sẻ mấy hôm nay. Dạ vâng chị Phương Lâm Thị này. Dạ vâng này, em cảm ơn chị yêu này. Đấy, hôm nay nhà em sẽ công bố lên, các chị yêu cứ yên tâm nhá. Chị yêu nào mà muốn được xem mình có tên ở trong không là mình cứ vào mình hốt hàng thôi. Rồi bây giờ là em đang rút son. Đây là thành phẩm của nhà em các chị yêu nha. Đây là thành phẩm này. Đây chính là thành phẩm này. Sau một quá trình làm son thì đây chính là thành phẩm. Đấy, chị yêu nào mà muốn son, xem một cây son gốc nhà mẹ chuột có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi, nó được diễn ra quy trình như thế nào thì xíu em cũng sẽ làm son cho các chị yêu xem luôn nhá. Xíu em cũng sẽ làm son cho các chị yêu xem là một quy trình làm son được một để được tạo lên một cây son như này thì nó sẽ diễn ra những quy trình như thế nào ha. Còn các chị yêu nào mà muốn vợt son cho lượt chơi mi game thì chia sẻ bài hộ em thấy lên lượt view cái là em cũng sẽ chơi mi game với các chị yêu luôn nha. Lượt view lên là sẽ chơi game này. Dạ màu này là màu hồng san hô chị yêu ơi. Màu em đang ghim đây là màu hồng san hô. Đây là những thỏi hồng san hô của nhà em nha các chị yêu ơi. Dạ vâng chị Phương Nguyễn nha, em cảm ơn chị Phương Nguyễn nha. Em cảm ơn chị yêu này. Đây là những thỏi son của nhà em nha. Bây giờ là em đang ghim những thỏi son vừa mới ra lò của nhà em đây ạ. Son nhà em hiện nay đang được bán với mức giá cực kỳ ưu đãi các chị yêu nha. Đang được bán với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Nhưng mà xíu nữa thì em bây giờ hiện tại là em chưa có bán son. Hiện tại bây giờ là em đang chuẩn bị chơi mi game để cho các chị yêu vợt son. Biết đâu mình đang có nhu cầu muốn mua son nhưng mà mình chơi mi game nhà em lại được mua son với giá cực kỳ ưu đãi thì sao đúng không ạ? Nên là từ từ em sẽ lên giá son để cho các chị yêu chơi mi game. Biết đâu các chị yêu sẽ là người được mua son với giá cực kỳ ưu đãi của nhà em. Đấy, đợi một chút xíu nữa thôi, em đợi đủ lượt view một cái là em sẽ chơi mi game các chị yêu nhá. Đấy, bây giờ em đang ghim những mẻ son nhà em vừa mới ra này các chị yêu này. Đây là những mẻ son vừa mới ra của nhà mẹ chuột ha. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây là ngày hôm nay em gửi hàng, đây là những cây son sẽ đến tay của các chị yêu. Hôm qua những chị yêu nào đặt hàng màu hồng san hô của nhà em, hôm nay là những mẻ hồng san hô này sẽ đến tay các chị yêu nhá. Hôm qua chị yêu nào vừa đặt hàng hồng san hô thì đây là hồng san hô hôm nay sẽ đến tay các chị yêu đây ạ. Đấy. Nhà em ngày nào cũng làm rất chi là nhiều mẻ son để đến các chị yêu này. Làm mà không bao giờ mà kịp kịp cho các chị yêu luôn.
Mẹ chuột ơi. Dạ chị Phương Lâm ơi, em gửi son cho chị Phương Lâm rồi nhá. Em gửi chị Hoàng Anh rồi, chị Phương Lâm qua hỏi chị Hoàng Anh giùm em với ạ. Dạ ok chị Lệ Diễm nha. Ok chị Lệ Diễm nha. Chị Phương Lâm ơi, chị Phương Lâm ơi, em gửi son cho chị Hoàng Anh rồi chị Phương Lâm ơi. Đây, đấy một khuôn son hoàn chỉnh của nhà em sau khi mà được ghim hết cây lên nha các chị yêu. Đây chính là một khuôn son hoàn chỉnh nha. Đấy, một khuôn son hoàn chỉnh đây. Nhìn quá là mê mệt đúng các chị yêu. Quá là mê mệt luôn. Quá chi là mê mệt luôn. Đây là một khuôn son hoàn chỉnh của nhà mẹ chuột nhá. Nhìn quá chi là mê mệt đây ạ. Trời ơi, những thỏi son nhìn cực kỳ là đẹp. Những thỏi son cực kỳ là đẹp đấy các chị yêu nhá. Dạ chị Lệ Diễm, em cảm ơn chị Lệ Diễm nhá. Màu đỏ tươi của chị Lệ Diễm đây ạ. Để em lên tay chị yêu. Tí nữa em sẽ test lên môi. Tí nữa em sau em sẽ test hết lên môi. Còn màu này là màu đỏ tươi đấy chị yêu nhá. Màu này là màu đỏ tươi đây ạ. Các chị yêu xíu này em sẽ lên mức giá cho các chị yêu xem. Bởi vì em đang đợi lượt view lên. Em đang đợi lượt view lên một cái là em sẽ chơi mini game một cái để cho các chị yêu được mua son nhà em với giá cực kỳ ưu đãi. Chị yêu nào được mua với giá cực kỳ ưu đãi thì không phải lo không phải mua son với giá son bán bình thường của nhà em nhá. Đấy, chị yêu nào hôm nay sẽ được mua son với giá ưu đãi thì nhanh tay chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài hộ em để được mua son với giá ưu đãi các chị yêu này. Alo thư ký ơi, ghim son luôn đi thư ký để làm son này thư ký ơi. Dạ nhà em có rất chi là nhiều tông màu, nhà em là có khoảng 20 tông màu. Có khoảng 20 tông màu cho các chị yêu lựa chọn nên các chị yêu cứ yên tâm nhé. Rất chi là nhiều tông màu cho các chị yêu lựa chọn ạ. Đây là em đang lên đây là em đang lên mẻ son mới của nhà em vừa mới làm nhé. Dạ chị Nguyễn Tươi ơi, son nhà em là son thiên nhiên nha chị Nguyễn Tươi. Son nhà em là son thiên nhiên hoàn toàn dành riêng cho mẹ bầu bì bỉm sữa. Thương hiệu son của nhà em là son gốc mẹ chuột. Thương hiệu son của nhà em là son gốc mẹ chuột. Đấy, nghe cái tên thương hiệu thôi là đã biết dành riêng cho những mẹ bầu bì bỉm sữa rồi các chị yêu nhá. Ngoài ra thì những chị yêu nào mà thường xuyên đánh sử dụng hàng ngày, muốn xài dòng son thiên nhiên không lo bị hại môi, không lo bị thâm môi thì hãy đến với dòng son của nhà mẹ chuột nhá. Son gốc mẹ chuột có tác dụng trị thâm và làm hồng môi. Ngoài ra đối với nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi. Son gốc thành phần nhà em chỉ có dầu gốc, dầu dừa, dầu ô liu, dầu hành nhân, sáp ong, bơ, mẩu khoáng mỹ và vitamin E. Bởi vậy, đối với 8 thành phần để tạo nên một cây son của nhà em sẽ làm cho các chị yêu có trở lại có sẽ có một bờ môi căng bóng mịn màng cực kỳ là đẹp các chị yêu nhá. Xài son gốc son thiên nhiên nó sẽ có một bờ môi cực kỳ là căng bóng và mịn màng. Đấy, đây là những mẻ son của nhà em vừa mới ra lò luôn các chị yêu nhá. Vừa mới ra lò luôn. Rồi, các chị yêu này, em bây giờ em sẽ chuẩn bị mini game cho các chị yêu nhá. 250 chị là em sẽ lên mini game luôn này. 250 chị là em sẽ lên mi game hộp một cái luôn nhé. Để chị yêu nào được vật cây son giá 39.000 của nhà em nhé. Một cây son giá 39.000 là em bây giờ em sẽ lên luôn nè. Chị yêu nào được thay vì phải mua son giá là giá bán bình thường thì hôm nay các chị yêu chỉ việc lên mini game, lên lượt view cho em là em sẽ mở game mà các chị yêu mái thoải luôn. Có màu đỏ cam nha chị Thu Vân ơi. Đây là màu này là màu đỏ tươi này. Màu trên tay em là màu đỏ tươi này. Đấy, tay em một ngày test rất chi là nhiều màu. Bây giờ trên tay em toàn màu là màu thôi. Toàn màu là màu thôi các chị yêu này. Hôm nào mà em like ít thì ít màu, chứ còn hôm nào like nhiều là cả ngày là tay lúc nào có màu. Đỏ tươi, đỏ cam này các chị yêu này, đỏ tươi, đỏ cam này. Còn màu trên môi em, hôm nay em sẽ làm cái màu trên môi em. Hôm nay em sẽ làm màu trên môi em đó là màu đỏ dâu. Màu đỏ dâu đây nha các chị yêu, đây là màu đỏ dâu này. Đấy, hôm nay em sẽ làm màu trên môi em. Em chào chị Thảo Nguyên nha, em chào chị Nguyễn Tươi này. Son nhà em thành phần chỉ có dầu gốc, dầu dừa, dầu ô liu, dầu hành nhân, sáp ong, bơ, mẩu khoáng mỹ và vitamin E nhá. Thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên nên chị yêu nào mà muốn mua một dòng son thiên nhiên thì hãy đến ngay với nhà son gốc mẹ chuột nhá. Alo thư ký ơi, làm việc đi thư ký ơi. Để em nhờ thư ký nhà em ghim nốt cái khuôn son này, một mình em ghim thì hơi lâu, để em nhờ thư ký nhà em ghim nốt những cái khuôn son như vậy nhá. Em ở Vĩnh Cửu Đồng Nai nha các chị yêu ơi, hiện tại thì em đang ở Vĩnh Cửu Đồng Nai ạ. Chị yêu nào mà muốn mua một dòng son gốc mẹ chuột được có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi, son xài hàng ngày mà không lo thâm môi thì hãy đến với nhà em nhé. Đối với dòng son hoàn toàn thiên nhiên mình sẽ sử dụng lên bờ môi sẽ có một bờ môi căng bóng đẹp, rất chi là đẹp luôn. Em ở Vĩnh Cửu Đồng Nai này, son nhà em hiện tại đang được bán với mức giá là 120.000 khi chia sẻ nhá. Sẽ được miễn tiền ship nha. Khi mua hàng nhà em các chị yêu sẽ được, thứ nhất là được miễn tiền ship, thứ hai là các chị yêu sẽ được tặng thêm một thỏi son dưỡng gốc có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi. Được tặng thêm một thỏi son dưỡng gốc như các chị yêu, có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi. Và thỏi son dưỡng gốc này nó sẽ không có màu. Nó không có màu, các chị yêu sẽ đánh vào buổi tối hay là trước khi đi ngủ, hay là các chị yêu sẽ đánh những lúc nào mình không xài son để làm cho môi của mình hồng hào trở lại các chị yêu nhé. Son gốc thì nó có một theo nghiên cứu thì dầu gốc nó có tác dụng trị thâm và làm hồng môi rất chi là tốt. Bởi vì nhà em sử dụng dầu gốc để làm son. Còn bây giờ em sẽ
chuẩn bị lên mini game nha các chị yêu nhá. Chị ơi chỗ nào em ghé mua luôn. Dạ chị Mạc Thống Hạnh ơi, em ở ấp 4 nha chị yêu ơi, ấp 4 Vĩnh Cửu Đồng Nai này, ở dưới gần ở gần bệnh viện Vĩnh Cửu nhá. Dạ đúng rồi, em cảm ơn chị Đến Ngọc Nguyễn Thị này. Em cảm ơn chị Đến Ngọc Nguyễn Thị nhá. 120 ngàn một cây, tặng thêm một son dưỡng không màu và miếng tiền ship. Tặng thêm một thỏi son dưỡng không màu như thế này và miếng tiền ship nha. Khi các chị yêu xài son nhà em đảm bảo không khô không thâm, cực kỳ là mềm môi. Son gốc nhà em, thành phần gốc nó có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi cực kỳ tốt. Các chị yêu thấy mỗi ngày em đều phát livestream rất chi là nhiều trong ngày. Trong ngày em phát livestream rất là nhiều lần trong ngày và ngày nào em cũng sẽ test son lên môi trực tiếp cho các chị yêu để cho các chị yêu thấy được cái tông màu son của nhà em như thế nào. Đấy, vậy mà môi em vẫn rất chi là hồng hào. Là các chị yêu biết vì sao là cái son môi của em nó hồng hào là bởi vì em sử dụng cái dòng son gốc này cực kỳ là hồng hào môi các chị yêu nhé. Dạ. Nhà em là son gốc mày chuột nha chị Mạch Hồng Hạnh ơi. Số điện thoại của nhà em có ở trên đầu trang Facebook, chị yêu có thể vào xem số điện thoại của nhà em và khi nào cần thì gọi em ha. Dạ, gọi tên em chị Thu Cherry em thấy này. Rồi, bây giờ em sẽ làm tiếp tục những cái công việc tiếp theo cho các chị yêu để các chị yêu xem một mẻ son gốc nhà em nó được diễn ra như nào. Thư ký không hề ấy tí nào này. Thư ký thì kém quá. Em sẽ cân một mẻ son của nhà em đây. Thư ký làm được việc đúng đi. Một cây hồng cam chị Hằng Nguyễn này. Một cây hồng cam này, ok chị Hằng Nguyễn nha. Cho em xin số điện thoại và màu son luôn nhá. Hồng cam em sẽ đánh cái tông hồng cam này lên tay cho các chị yêu xem này. Đây là màu hồng cam nha các chị yêu. Màu hồng cam tông pha nha các chị yêu nha. Màu này là màu hồng cam này. Màu đỏ dâu, màu đỏ cam, màu đỏ tươi này. Nhà em có rất chi là nhiều tông màu cho các chị yêu lựa chọn. Bởi vậy xíu nữa em sẽ lên hết tất cả các tông màu cho các chị yêu luôn. Em sẽ lên hết tất cả các tông màu. Còn bây giờ cho em xin vài giây để em làm son nhá. Cho em xin vài giây để em làm son này. Đây là những tông màu của nhà em sẽ đánh trước vài tông màu cho các chị yêu xem rồi em đi làm son nhá. Đánh trộn son đẹp lắm, đúng rồi chị yêu ơi. Đúng rồi, son mình đánh hai tông màu lên một lúc, mình có hai cây của nhà em mình đánh hai tông màu lên một lúc rất chi là đẹp. Đấy, đỏ tươi, đỏ cam, đỏ dâu, hồng cam đó các chị yêu này. Rồi. Sao lại sử dụng cái đấy? Rồi, màu tiếp theo màu nhẹ nhàng là màu hồng dâu này. Màu này màu hồng dâu này. Màu này màu cam đào này. Nhà em có rất chi là nhiều tông màu cho các chị yêu lựa chọn nhé. Màu này là màu hồng cà hồng hồng san hô của nhà mẹ chuột này. Màu hồng san hô của nhà mẹ chuột. Thư ký ơi, chú thư ký cho một cây chuẩn của màu hồng sen đi. Màu này không phải hồng sen đâu. Hồng sen sao bữa lại đổi cái cây này rồi. Hồng sen hôm bữa có một cây của hồng sen mà. Không phải. Cây này không phải. Nó là cây này hôm bữa phải bỏ đi một dàn đây này. Màu đỏ tươi này các chị yêu này, màu đỏ tươi này. Bây giờ em test vài màu rồi em làm son nhá. Dạ chị Hạnh Lê ơi, màu cam đào đây chị Hạnh Lê này. Màu này màu cam đào này. Nhà em có hai tông cam đào, một cam đào đậm, một cam đào nhạt. Nói chung nhà em có rất chi là nhiều tông màu. Nhưng mà bây giờ cho em xin vài giây, cho em xin vài giây để em làm việc nha. Alo thư ký này chắc phải đuổi việc nhờ. Này. Chuyện vào đây này. Rồi. Bây giờ cho em xin được phép em làm son nha các chị ơi, cho em làm son nha. Hiện nay em đang phát livestream ở trên trang Facebook Son Gốc Mè Chuột ha. Em chính là chủ của thương hiệu Son Gốc Mè Chuột và đang phát livestream, đang test màu son và đang làm son trực tiếp cho các chị yêu xem ha. Chị yêu nào mà muốn xem một quá trình làm son như nào, nó được xảy ra như nào thì em sẽ làm cho các chị yêu xem. Đấy, đầy đủ mọi nguồn nguyên liệu rồi thành phần của nhà em như nào các chị yêu sẽ thấy nhá. Tổng hợp thành phần nguồn nguyên liệu của nhà em như nào, một dòng son với nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên. Em sẽ làm cho các chị yêu lên một cây son hoàn toàn từ thiên nhiên có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi các chị yêu nhé. Bây giờ em sẽ làm lên một cây son hoàn toàn thiên nhiên cho các chị yêu xem này. Đấy, chị yêu nào mà hôm nay muốn đặt hàng là được sướng cực kỳ luôn. Giá đang nhà em đang chạy những mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Thành phần đầu tiên em sẽ cân vào đây. Đó là thành phần này là thành phần sáp ong nha các chị yêu. Đây là sáp ong này. Thành phần này là thành phần sáp ong nha các chị yêu. Bây giờ em sẽ cân thành phần sáp ong này vào đây. Hôm nay em sẽ làm màu đỏ dâu cho các chị yêu xem nhá. Bữa giờ là em chưa có làm màu đỏ dâu cho các chị yêu xem này. Hôm nay em sẽ làm tông đỏ dâu cho các chị yêu xem nha. Thành phần nhà em đầu tiên là sáp ong. Sáp ong này là một trong những thành phần để làm cho son tạo thành thỏi son đó các chị yêu. Dạ chị Thắm Ngỗ, em thấy chị Thắm Ngỗ nha. Đây em đang cân sáp ong vào đây nha các chị yêu nhá.
Bởi vì cân cái này là mình phải cân chuẩn, chuẩn rất chi là chuẩn luôn. Tại vì làm son nó mình mà chỉ cần cân xê lệch lên một chút xíu thì cái son của nhà mình nó sẽ ví dụ như là nó sẽ không đạt tiêu chuẩn này. Cho nên là mình phải rất chi là, như là em đang rất chi là tập trung, cho nên là em chưa trả lời được câu hỏi của các chị yêu. Sau xíu nữa sau khi em cân xong thì em sẽ trả lời các câu hỏi của các chị yêu nhá. Bởi vì em đang cân màu này là rất cần rất chi là độ chuẩn và chính xác. Thành phần này là bơ nha các chị yêu, bơ này rất chi là dính. Đây là bơ. Thành phần bơ này nó có tác dụng là dưỡng môi, làm mềm môi lắm. Trong tất cả các thành phần thì thành phần làm mềm môi của nhà em thì bơ này cũng là một trong những thành phần mà làm cho môi rất chi là mềm nhá. Rồi em vừa cân xong thành phần là bơ. Đây chính là hai thành phần đầu tiên trong làm son của nhà em, đó là sáp ong và bơ các chị yêu nhá. Đây là sáp ong và bơ này. Sáp ong và bơ. Em xin được cân thành phần tiếp theo. Em xin được cân thành phần tiếp theo, đó là màu khoáng mỹ nhá. Thành phần sáp ong và bơ này đã ok rồi. Bây giờ em xin được cân thành phần màu khoáng mỹ. Màu khoáng mỹ em sẽ cân tiếp theo nè. Đây chính là màu khoáng mỹ các chị yêu nhá. Màu khoáng mỹ này là một trong những thành phần, màu khoáng mỹ này là một trong những thành phần để nhà em để làm son nhá. Ok, em đã thấy 287 chị rồi. Xin lỗi em mải mê quá. Xin lỗi em mải mê quá. Em hải mê em làm son quá nên là em quên mất. Rồi, đã được 250 chị rồi là em sẽ bắt đầu chơi lên mi game cho các chị yêu. Vừa làm son em sẽ vừa làm son và vừa lên mi game cho các chị yêu để cho các chị yêu được vượt son. Và bây giờ em sẽ lên cây son giá 39.000 nhá. Bây giờ em sẽ lên cây son giá 39.000. Chị yêu nào may mắn được vượt một cây son giá cực kỳ ưu đãi của nhà em, thay vì phải mua giá cao thì bây giờ chị yêu sẽ được mua giá son là 39.000. Em sẽ lên mi game luôn, ngay và luôn ha. Bây giờ em sẽ chỉ còn đọc một câu hỏi. Em đọc một câu hỏi các chị cầm. Thôi bây giờ như này đi. Các chị yêu, bây giờ các chị yêu comment cho em là son, mua son giá 39.000. Chị yêu nào có nhã hứng muốn mua cái son giá, thay vì mua son giá là 120.000 nhưng mà bây giờ em đang chơi mi game là mua son giá 39.000. Chị, các chị yêu comment 39k cộng số điện thoại để em sẽ bắt đầu lướt nha. 39k cộng số điện thoại hộ em đi các chị yêu. 39k cộng số điện thoại đi các chị yêu ơi. 39k cộng số điện thoại, em lướt đúng tên chị yêu nào thì chị ấy sẽ nhận được cái son nhà em nhá. Các chị yêu ghi hộ em là 39k cộng số điện thoại hộ em này. 39k cộng số điện thoại hộ em để em bây giờ là em sẽ chơi mi game với các chị yêu nhá. 39k cộng số điện thoại ạ. 39k cộng số điện thoại hộ em đi các chị yêu ơi. 39k cộng số điện thoại này. Thay vì phải mua giá là 120.000 thì bây giờ các chị yêu sẽ được mua giá son là 39k cộng số điện thoại ha. Còn bây giờ em đang đổ màu khoáng mỹ vào đây. Đây thành phần này chính là màu khoáng mỹ các chị yêu nhá. Màu khoáng mỹ này chính là thành phần mà tạo lên màu son ha. Màu khoáng mỹ này chính là thành phần tạo lên màu của son ạ. Bây giờ em đang cân màu khoáng mỹ và bây giờ em bắt đầu lướt đây ha. Các chị yêu đã cú pháp đầy đủ chưa ạ? Nhớ là chia sẻ và kết bạn theo dõi bà nhà mẹ chuột mới được tham gia mua son giá 39.000 nha các chị yêu. Tại vì bình thường em không bán giá son 39.000 đâu. Cái này là em đang chơi mi game cho các chị yêu thôi. Bình thường em không bán giá son 39.000 nha. Em đang chơi mi game cho các chị yêu. Và bây giờ là em sẽ lướt nha. Bây giờ chị yêu nào, các chị yêu đã chia sẻ kết bạn bà nhà em chưa? Các chị yêu đã chia sẻ kết bạn bà nhà em chưa? Để bây giờ em lướt này. Để bây giờ em sẽ lướt nha. Em xem chị yêu nào sẽ được may mắn mua cái son nhà em giá 39.000 ạ. Bây giờ em sẽ lướt xem chị yêu nào may mắn được mua son giá 39.000 nhá. Người nào mà em ghim lên là chị ấy được mua son giá 39.000 nha. Bây giờ em sẽ quay này, em sẽ lướt này. Lướt những con số này, không biết đến chị nào, em không biết ai ra ai, em chẳng biết người nào ra người nào. Bây giờ em sẽ lướt, bây giờ em sẽ ghim lại một số chị yêu lên nha. Em sẽ ghim một chị yêu lên này, em thấy chị này. Em ghim chị này. Ôi chết rồi. Bây giờ em sẽ ghi một số của chị yêu lên này. Em sẽ ghi này. Bây giờ em này, ví dụ hồi nãy em mới ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ em ghi một chị này lên một cái là của chị, là chị ấy sẽ được nha. Bây giờ đấy là những ví dụ nha. Đấy. Bây giờ em sẽ kiếm một chị yêu này. Các chị yêu ấn ngay để em chuẩn bị ghi tên của mình lên này. Đấy bắt đầu này. Em lướt này. Bây giờ em bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Em sẽ được phép bắt đầu. Kiếm chị yêu nào được mua son giá 39.000. Nhưng mà có điều các chị yêu nhớ chia sẻ theo dõi kết bạn nhà em thì mới được nha. Nhà em phải đầy đủ các bước nha. Rồi bây giờ em này, ấn này. Chị này em không biết chị này là chị nào đâu ạ. Rồi em ấn ghim bình luận một cái. Rồi chị Mika Kit, em xin chúc mừng chị Mika Kit là chị yêu tiếp theo của nhà em được nhận một cây son gốc nhà mẹ chuột nhá. Em xin chúc mừng chị Mika Kit được mua son giá 39.000, vẫn được miễn ship, vẫn được tặng son dưỡng nha. Bây giờ em gọi đến nhà chị Mika Kit luôn. 0165 6 186 186 518 518 518. Thư ký cho xin đôi ba tay mới đi. Thành phần này là màu khoáng mỹ các chị yêu nhá. Còn thành phần này là sáp ong và bơ này. Sáp ong và bơ, bây giờ em sẽ cho sáp ong và bơ này. Em sẽ cho các thành phần sáp ong và bơ này đi ra nhiệt để cho nó nóng chảy nhá. Dạ alo, dạ em xin chào chị yêu ạ. Dạ em xin chào chị Mika Kit nhá. Dạ alo. Dạ em xin chào chị yêu ạ.
Dạ chị Mi, chị Mi có kịp nghe được em nói không ạ? Rồi ok chị yêu, em xin chúc mừng chị yêu được mua cây son giá 39.000 của nhà em nhá. Lâu lắm hôm nay mới chị yêu mới được trúng thưởng lại của nhà em đúng không? Nghe. Ơ sao chị đang nói chị lại dừng lại nhỉ? Bây giờ em xin được cân thành phần tiếp theo nhá. Gọi lại chị luôn. Bây giờ em xin được cân thành phần dầu tiếp theo nhá các chị yêu nha. Dạ alo chị Mika Kit ơi, em đây chị yêu ơi. Dạ chị yêu ơi, à, em xin chúc mừng chị yêu được nhận một cây son gốc nhà em nhá. Dạ rồi chị. Rồi chị ơi, chị inbox cho nhà em địa chỉ và số điện thoại nhá. Hình như bữa trước mình có mua son nhà em rồi đúng không ạ? Tại vì tên của chế là em nhớ này. Dạ chị, dạ đúng rồi chị Mika Kit ơi, cho em hỏi là chị Mika Kit bữa trước mua son nhà em, xài son nhà em rồi có ok không ạ? Dạ cái đó thì rất là mềm môi chị. Rất là mềm môi đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, dạ vậy em cảm ơn chị yêu nhá. Rồi em chào chị yêu ạ. Rồi em đã tìm được một vị chủ nhân đầu tiên của nhà em nha. Bây giờ em sẽ chuẩn bị sang tìm vị chủ nhân thứ hai ha các chị yêu nhá. Trong thời gian chờ lượt view lên em sẽ bắt đầu tiếp tục làm son nữa các chị yêu nha. Em đã tìm được vị chủ nhân đầu tiên rồi. Em xin được đổ thành phần lại, hồi là em đổ em chưa có cân kỹ lên mà bây giờ em xin được cân lại. Thành phần đầu tiên của nhà em đó là dầu hạnh nhân nhá. Đây là dầu hạnh nhân này, bây giờ em sẽ cân dầu hạnh nhân này vào đây này. Dầu hạnh nhân là thành phần đầu tiên này. Dầu này là dầu hạnh nhân, nó có tác dụng là dưỡng môi và làm sáng mềm môi nha các chị yêu. Thành phần thứ hai đây là dầu dừa nguyên chất này. Dầu này là dầu dừa nguyên chất, có tác dụng là làm cho môi của mình mềm mại, không nứt nẻ, làm cho môi của mình không bị khô môi nữa. Bởi vậy các chị yêu xài son nhà em hay hỏi chị ơi xem xài son này chị không bị khô môi nữa, do là em sử dụng dầu dừa này để làm son các chị yêu nhá. Rồi thành phần thứ ba đó là dầu ô liu đây nha các chị yêu. Dầu này là dầu ô liu nha. Hôm qua em nhận hàng của mẹ chùa tôi xài rất ok. Dạ vâng chị Liên Nguyễn, em cảm ơn chị Liên Nguyễn nhá. Xài ok giới thiệu ủng hộ em nha chị yêu nhá. Nói chung là son nhà em chị yêu nào mà đã xài một lần rồi là các chị yêu sẽ theo em suốt cuộc đời đấy. Đảm bảo với các chị yêu mà. Tại vì xài son nhà em rất chi là sướng, lên môi cực kỳ là sướng môi. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì xài son thiên nhiên nó có cái đặc biệt đó là xài lên môi nó sướng môi. Mình cảm thấy xài sau một thời gian mình sẽ cảm thấy môi của mình hồng hào lên rất là nhiều các chị yêu nhá. Thành phần thứ ba em vừa mới đổ vào đó là dầu ô liu. Và thành phần cuối cùng trong son của nhà em đây là dầu gốc như các chị yêu, và là một trong những thành phần chính trong son nhà em. Bây giờ em sẽ đổ dầu gốc này vào trong cái ly son, ly dầu dưỡng này nhá. Thành phần chính của nhà mẹ chuột luôn nha các chị yêu, em sẽ đổ vào đây. Đấy, dầu dưỡng này em sẽ đổ, em sẽ cân đo đong đếm đầy đủ để đúng khối lượng ha. Sau khi đã đủ số lượng rồi em sẽ trộn cái ly dầu dưỡng này. Ly dầu dưỡng này, dầu gốc này nó có tác dụng là trị thâm môi, làm hồng môi rất chi là tốt nhé các chị yêu nhé. Càng dùng càng hồng môi đúng không ạ? Chuẩn xác luôn. Xài son gốc nhà mẹ chuột càng dùng càng hồng môi như các chị yêu. Đấy, xài son bình thường các chị yêu càng xài càng thâm môi, còn xài son thì em càng xài là càng hồng môi nhá. Bởi vậy các chị yêu nhớ là chịu khó xài cái cây son dưỡng em gửi tặng cho các chị yêu ấy. Vào buổi tối mình, thay vì ban ngày mình đã đánh son kia rồi, thì buổi tối mình nhớ mình xài thêm cây son dưỡng để làm hồng môi rất chi là nhiều nhá. Thư ký ơi, xin miếng nước đi thư ký ơi. Bây giờ em sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên các chị yêu nha. Em sẽ trộn đều cái hỗn hợp mà màu khoáng mỹ này lên này. Trộn đều cái hỗn hợp màu khoáng mỹ này lên nhá. Son nhà em có rất chi là nhiều màu luôn. Dạ các chị yêu ơi, không ăn cái này. Các chị yêu ơi, nào mà chuẩn bị mà muốn mua son nhà em với giá 39.000 thì các chị yêu ngừng comment cú pháp này đi, tí nữa em sẽ lên cú pháp khác ạ. Các chị yêu ngừng comment cú pháp 39k đi, tí nữa em sẽ lên cú pháp khác nha. Tí nữa em sẽ lên câu hỏi cơ, tí nữa em sẽ lên câu đố cơ, em chuẩn bị lên câu đố các chị yêu đây. Đấy, nhà em game là cứ phải thay đổi liên tục xoành xoạch luôn. Giới thiệu cho hai chị mua rồi nhưng mình giới thiệu Facebook của bạn. Em cảm ơn chị Liên Nguyễn nha. Trời ơi sướng thế, em bảo mà mua hàng ở nhà em ấy, son em thường hay nói là nhà em thật ra là bán son mỗi ngày, ngày nay em cũng làm cho các chị yêu xem son này, xem màu son. Thật ra nhiều khi xem nhiều quá cũng cảm thấy ngày nào của mình cũng thấy những cái bước như vậy rồi mình biết rồi. Nhưng mà những chị yêu mới vô thì chưa có biết thì mình vẫn còn thích. Nhưng mà do là vì như vậy ấy, cho nên là em phải làm sao son nhà em phải chất lượng như thế nào để cho các chị yêu yêu mến son nhà em, để cho các chị yêu ngày nào cũng xem son nhà em đúng không ạ? Bởi vậy em hướng đến mục tiêu đầu tiên, son nhà em phải có chất lượng đầu tiên các chị yêu nhá. Son nhà em là phải chất lượng đầu tiên đã, mỗi ngày đâu có như bán quần áo mỗi ngày một kiểu đâu ạ. Son nhà em là son mỗi ngày chỉ có mấy màu này thôi, cho nên là
em phải đánh mạnh vào chất lượng nha các chị yêu. Son thì em phải chất lượng cực kỳ ok. Khi các chị yêu xài son chất lượng ok, các chị yêu không lo gì các chị yêu giới thiệu cho em, không lo gì các chị yêu không quay lại mua, đúng không ạ? Đấy, thế bởi vậy son thì em chất lượng cực kỳ ok nhá. Thành phần này em vừa mới khuấy đều lên đây rồi. Sau khi em khuấy đều lên đây rồi, em sẽ mang cái thành phần này đi cán nha. Em sẽ sử dụng máy cán son để cán cái thành phần này. Máy cán son nó có tác dụng là cán cho các thành phần dầu dưỡng ở trên nó cán cho những cái thành phần này làm mềm mịn mượt nha các chị yêu, cán cực kỳ ok luôn. Còn bây giờ trước khi đi cán, em sẽ để cho cái thành phần này nó ngấm vào những cái hạt màu ha. Nó sẽ ngấm đều vào những cái hạt màu để xíu nữa em sẽ đi cán. Và em đã cán trước cho các chị yêu xem. Những chị yêu nào mà hay xem em cán màu rồi thì mình biết quá trình cán của nhà em rồi, đúng không ạ? Chị yêu nào mà hay xem em cán màu thì biết quá trình em cán rồi. Còn đây là thành phần này là em đã cán màu xong rồi nha các chị yêu. Để em làm liên tục cho các chị yêu, để xíu nữa em lên chơi game cho nó sướng. Bây giờ ngồi cán màu mất thời gian của các chị yêu nhá. Rồi bây giờ em sẽ làm công đoạn tiếp theo. Bây giờ cái công đoạn này, màu khoáng mỹ này đã được qua máy cán rồi nha các chị yêu. Màu khoáng mỹ này được qua máy cán. Alo thư ký này, đây cái này mang đi cán màu son này. Cái này đi cán đi. Còn cái thành phần này là đã được cán rồi nha các chị ơi. Bây giờ em sẽ tiếp tục làm những công đoạn tiếp theo. Thư ký ơi, vitamin E thư ký ơi. Hôm qua không để ý rồi. Rồi bây giờ em xin được lên thành phần tiếp theo của nhà em, đó là vitamin E nha. Đây là vitamin E ENAP 400. Vitamin E ENAP 400 nha các chị yêu. Bây giờ em sẽ cắt những viên vitamin E ENAP 400 này vào trong ly màu khoáng mỹ nhá. Dạ, các chị yêu nào mà yêu mến nhà em cho em xin một like, một tim. Và các chị yêu nào yêu mến nhà em cho em xin cái nút follow me và theo dõi bà nhà mẹ chuột, đúng không ạ? Các chị yêu theo dõi bà nhà em đi, nhà em có cực kỳ là nhiều game cho các chị yêu xem nha. Và những live stream cực kỳ mới và những màu mới sẽ được ra liên tục lên. Các chị yêu ấn ngay theo dõi và kết bạn nhà mẹ chuột nha, để mình được nhận những live stream mới nhất và những màu son cực kỳ mới và màu son cực kỳ hot của năm ha. Các chị yêu ấn theo dõi kết bạn của nhà mẹ chuột để được tham gia chơi mi game nha. Cần ấn theo dõi kết bạn thôi. Đấy, ấn theo dõi kết bạn để tí nữa lên mi game nhà em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ và lượt theo dõi kết bạn của các chị yêu nhá. Tại vì nhà em là chỉ xin mỗi cái theo dõi kết bạn của các chị yêu thôi. Với lại nhiều khi mình muốn mua dòng son nhà em, biết đâu sau này mình sẽ muốn mua dòng son nhà em mà không biết tên Facebook của nhà em là gì, đúng không ạ? Thì các chị yêu chỉ việc ấn theo dõi kết bạn nhà em là lâu lâu các chị yêu sẽ được nhìn thấy em lên sóng. Lâu lâu biết đâu các chị yêu nhớ em, biết đâu lại sẽ nhìn thấy em thôi. Nên là các chị ấn theo dõi bài hộ em ha. Ngoài ra thì nhà em sẽ có những cái mini game cực kỳ ưu đãi. Nhà em ngày nào cũng như ngày nào sẽ phát một cái live stream. Đó là khi mà em phát live stream, bước đầu tiên mà em vừa bắt vào đầu phát live stream, em sẽ chơi một cái game, đó là chị yêu nào vào comment đầu tiên sẽ được nhận một cây son nhà em nhá. Cứ comment đầu tiên là sẽ nhận được một cây son nhà em, ngày nào cũng như ngày nào. Tối nay em lại tiếp tục phát live stream nên là các chị yêu nào mà muốn vợt son giá 0 đồng, muốn vợt son giá 0 đồng thì tối nay khi em vừa bắt đầu phát live stream thấy thông báo cái nhảy vào ngay. Chấm hay là comment gì cũng được, người comment đầu tiên sẽ được nhận son nhà em nhé. Còn bây giờ em đang bỏ những thành phần là viên vitamin E. Đây là em đang chuẩn bị bỏ những thành phần viên vitamin E vào trong cái ly dầu dưỡng và màu khoáng mỹ này để em tiếp tục làm những bước đầy đủ, làm bước son của nhà em nhé. Là em cảm ơn các chị yêu này. Đấy, các chị yêu lên lượt view cho em để em tham gia chơi mi game cho nó sung sướng cuộc đời các chị yêu nhá. Dạ chị Bảo Linh ơi, son nước nhà em đang chuẩn bị ra lò thôi chị yêu ơi, đang chuẩn bị ra lò thôi ạ. Em xin chào chị đại. Dạ các chị yêu ơi, ngừng comment những cú pháp như vậy, tí nữa sẽ là em sẽ lên câu đố. Tí nữa em lên câu đố cơ ạ. Tí nữa em không tiếp tục lướt nữa đâu nha. Tí nữa em sẽ lên câu đố các chị yêu ơi. Đấy các chị yêu comment liên tục luôn, tí nữa em sẽ chuẩn bị lên câu đố. Bây giờ em sẽ cắt những viên vitamin E này. Bây giờ em sẽ cắt những viên vitamin E như thế này ha. Những viên vitamin E này như thế này vào trong cái ly dầu dưỡng này ha. Em đặt hàng mấy hôm rồi sao chưa có? Dạ chị Hồ. Chị Huyết Hồ ơi, inbox cho nhà em để nhà em kiểm tra đơn hàng của chị và xem đơn hàng của chị đi đến đâu rồi nha. Dạ vâng ạ. Các chị yêu này, các chị yêu inbox cho nhà em nha. Các chị yêu ơi, inbox cho nhà em này. Bây giờ em sẽ cắt những viên vitamin E này vào trong cái ly dầu dưỡng này nhá. À kiểu bông tai nó vậy. Chị ơi, son tặng giải chia sẻ có được tặng. Giải chia sẻ là không được tặng kèm son dưỡng chị yêu nhá. Giải chia sẻ là không được tặng son dưỡng. Giải chia sẻ là chỉ được tặng son bình thường thôi ạ. À, chơi mãi mà không có được trúng. Dạ chị yêu ơi, cố gắng lên kiểu gì mình cũng sẽ trúng thôi ạ. À, dạ chị Tiên Tiên này có màu cam đất nha. Chị Tiên Tiên ơi, em có cam đất nhá. Cam đất này để em lên cam đất cho chị Tiên Tiên xem luôn nè. Đây là màu cam đất của nhà em nha chị Tiên Tiên ơi. Màu này là màu cam đất đấy ạ. Màu cam đất của nhà em nha. Xong xíu này em test xong cái, em cắt xong em làm xong hết cái này, em sẽ test từng màu cho các chị yêu xem.
em sẽ làm từng màu cho các chị yêu xem luôn. Đây, thành phần son của nhà em đây chỉ có dầu gốc, dầu dừa, dầu ô liu, dầu hành nhân, sáp ong, bơ màu khoáng mỹ và vitamin E là thành phần cuối cùng trong son nhà em nhé. Đây là những viên vitamin E là thành phần cuối cùng trong son nhà em. Bây giờ em sẽ cắt những viên vitamin E này vào trong ly dầu dưỡng này. Em sẽ cắt vitamin E này vào trong ly dầu dưỡng như vậy các chị yêu nhé. Đấy. Em cắt những viên vitamin E này vào trong liều dưỡng này cho các chị yêu, để cho các chị yêu xem một lúc là em sẽ, thì em sẽ làm xong hết là em sẽ lên mini game cho các chị yêu luôn. Lên lượt view cho em sẽ lên mini game cho các chị yêu này. Dạ, trên môi em là màu đỏ dâu nhá, trên môi em là màu đỏ dâu ạ. Màu đỏ dâu trên môi em cũng là tông màu em đang làm đây các chị yêu nhá. Màu đỏ dâu trên môi em và cũng là tông màu em đang làm đây ạ. Hôm nay em đang làm màu đỏ dâu cho các chị yêu xem nhá. Màu đỏ dâu là tông đỏ nhẹ nhàng nhất trong tất cả các tông đỏ của nhà em nha. Những tông đỏ khác là tông đỏ cực kỳ đậm. Những tông đỏ khác là tông đỏ cực kỳ đậm, còn màu đỏ dâu là tông đỏ nhẹ nhàng vừa phải nhá. Màu này vừa phải, không đậm quá, không nhạt quá ha. Màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, xíu nữa em sẽ lên hết tất cả các tông màu của nhà em. Thành phần nhà em đây là vitamin E này, nó có tác dụng là dưỡng môi cực kỳ ok này. Cực kỳ ok luôn nha. Nó sẽ là một trong những thành phần mà làm chất bảo quản trong son nhà em nha. Này, chị nào chị bảo cái câu này nghe có buồn không? Nghe quá là buồn luôn. Chưa mua son nhà em bao giờ thì tốt nhất mình đừng có phát biểu những câu như vậy nhá. Tại vì son nhà em, lượng khách hàng của nhà em không phải là rất là, không phải là ít đâu. Lượng khách hàng của nhà em bây giờ là hơn hàng ngàn khách hàng, và em đã bán đến hàng ngàn cây son rồi. Nếu mà chị yêu nào chưa tin tưởng hay chưa biết, mình có thể xem thêm vài livestream thì mình hãng phát biểu những câu mà nói chung là chừng nào mà mình có xài, mình có bị những cái gì ấy, thì mình hãng nói, còn chưa bị gì thì tốt nhất mình đừng nói gì nhá các chị yêu. Tại vì sao? Tại vì son nhà em các chị yêu đừng có giống như là kiểu như là thầy bói xem voi vào đây, mình cứ nhìn cái này xong mình phát biểu câu kia, hoặc là xem nhà này sang nhà khác như các chị yêu nhá. Đấy, chị yêu nào mà không có nhã hứng xem like nhà em thì có thể ra chỗ khác nha. Còn mình vào đây, nói chung là mình đừng vào nhà người khác, mình đừng comment tùm lum tà la nha mấy chế. Em bỏ cả làm để ngồi coi like của mẹ chuột đây. Dạ vâng, em cảm ơn chị Lê Kim Anh nhá. Son nhà em, lượng khách hàng của nhà em không phải là ít đâu các chị yêu. Lượng khách hàng của nhà em bây giờ là cực kỳ nhiều rồi. Không còn phải là lượng khách hàng mà hả đếm trên đầu người nữa. Nhà em phát livestream 2 năm nay rồi. Nhà em đã phát livestream 2 năm nay và em đã bán son 2 năm nay rồi, chứ không phải mới bán nha các chị yêu. Đấy, son nhà em là được các chị nói chung là người khẳng định son nhà em, không phải là em cũng không phải ai hết, mà chính là khách hàng của nhà em sau khi đã mua son nhà em rồi. Những khách hàng mà sau khi đã mua son rồi là đó chính là những người mà khẳng định chất lượng của nhà em. Bởi vậy mà chị yêu nào mà không được xài son nhà em mới, chị yêu ấy mới buồn. Cứ chê đi rồi vài bữa đừng lấy link Facebook khác đặt hàng. Đúng rồi, cứ chê đi rồi mày vài bữa nữa đừng lấy link Facebook vào hàng. Tại vì vài bữa nữa cứ nghe các khách nhà em, chị ơi son đẹp quá, son xài lên sướng quá, son nhà chị công nhận xài lên hồng môi thật đấy. Đấy, nghe những câu ấy xong sướng hổ, xong không biết làm sao mà lại mọi người lại khen mấy cái câu như thế nhỉ. Phải thử xem sao, thử xong mà ghiền luôn thì hơi bị mệt đấy các chị ơi. Thử xong mà ghiền như em luôn là hơi bị mệt đấy, là lúc nào cũng vào xem em livestream đấy. Thậm chí là có những lúc mà các chị yêu cứ thấy em phát livestream một cái là theo bản năng là cứ vào xem em phát thôi, và cứ vào xem và vượt son nhà em thôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị Bảo Linh ạ. Dạ vâng, chị Nguyễn Hà này, ok chị Nguyễn Hà này. Dạ vâng, chị Phương Dung, em cảm ơn chị Phương Dung nhá. À, dạ chị Trần Thị Thùng, em thấy chị Thị Thùng nha. Dạ, son nhà em đang được bán với mức giá cực kỳ ok nha các chị yêu. Giá nhà em hiện tại đang được bán mức giá là 120.000 miễn tiền ship và tặng thêm một thỏi son dưỡng trị thâm môi và làm hồng môi nhá. Son nhà em các chị yêu có thể xài hàng ngày luôn nha. Nhớ là xài hàng ngày luôn, tại vì dòng son này là dòng son thiên nhiên. Mình xài hàng ngày mà không lo bị thâm môi, bởi vì son nhà em có bổ sung dưỡng chất là tinh dầu gốc. Tinh dầu gốc này khi mà xài lên môi nó sẽ có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi cực kỳ tốt. Thành phần son hoàn toàn từ thiên nhiên nên là đặc biệt là mẹ bầu bì bỉm sữa nào đang muốn xài son thì hốt ngay son gốc nhà mẹ chuột nha. Có đầy đủ các loại màu cho các chị yêu xem ạ. Dạ chị Nguyễn Quỳnh, em thấy chị yêu rồi. Ước gì được chúng mini game. Dạ vâng chị Lê Như Quỳnh, em cảm ơn chị yêu nhá. À, chị Nguyễn Huyền này, dạ vâng này, xài son rất thích môi, rất môi em xài môi gì cũng bị khô môi, mà xài son nhà mẹ chuột không bị khô môi nữa. Chuẩn xác, son nhà em dưỡng chất cực kỳ nhiều. Các chị yêu thấy mỗi lần mà em cân thành phần dưỡng không, em đảm bảo với các chị yêu là mỗi lần em cân thành phần dưỡng, các chị yêu nhìn vào là mê mệt luôn. Bởi vì dưỡng chất trong son nhà em cực kỳ là nhiều. Các chị yêu thấy dưỡng chất trong son của nhà em cực kỳ là nhiều nhá. Không như những dòng son của nhà khác. Dòng son của nhà khác người ta không sử dụng dưỡng chất, mà là người ta sử dụng những chất hóa học.
Thật sự là làm lên cây son là có rất nhiều chi là nhiều nguồn nguyên liệu. Nếu mà không sử dụng các dưỡng chất như thế này thì người ta sẽ sử dụng các chất hóa học để tạo lên màu son đấy các chị yêu. Người ta sẽ sử dụng các chất hóa học để làm dầu dưỡng, nên là các chị yêu xài lên môi nó sẽ vừa lâu trôi này. Thứ nhất là vừa lâu trôi này, nhưng mà nó rất chi là khô môi. Còn son nhà em là dưỡng cực kỳ là nhiều. Em dùng một năm nay mà môi hồng lên. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hoàng Ngân này. Đấy, khách hàng là đúng là một năm nay của nhà em rồi đấy. Chị ấy là thánh chơi game của nhà em. Có ai ở cữ mà vẫn đang son gấp như em không? Chị Nguyễn Quỳnh này, em cảm ơn chị Nguyễn Quỳnh nhé. Rồi bây giờ em sẽ mang thành phần này đi ra nhiệt nha các chị yêu. Và bây giờ em sẽ lên khuôn son. Thư ký đưa khuôn son lên đây. Giá bao nhiêu? Dạ chị yêu ơi, giá son nhà em nha. Giá son nhà em hiện tại đang được áp mức giá là 150.000 một thỏi. Nhưng ngày hôm nay và trên livestream này, bất cứ chị yêu nào mua son nhà em đều được giảm 30.000 khi chia sẻ bài nhà em. Tức là các chị yêu sẽ được mua giá là 120.000 một thỏi thôi các chị yêu nhá. 120.000 một thỏi miễn tiền ship. Màu em sẽ đọc màu cho các chị yêu xem này, cam đất này, đỏ tươi này, đỏ hồng này, đỏ dâu này. Màu tiếp theo đây là màu hồng cam này, màu hồng cam này, màu hồng mẹ, màu này là màu hồng dâu nhá. Màu tiếp theo là cam đào, hồng san hô, cam tươi. Màu này là màu đỏ mận. Nhà em có 20 tông màu cho các chị yêu thoải mái lựa chọn nhá. Thư ký nghe thử số điện thoại này xem nào. Mình mới dùng dưỡng môi mấy bữa mà thích ghê luôn. À dạ vâng chị Anna Hàng, em cảm ơn chị yêu nhá. Dưỡng môi nhà em tuy là tặng nhưng mà tặng cho các chị yêu cũng phải là hàng cực kỳ chất lượng nhá. À dạ vâng chị Phương Trần, chị thơm môi là em thích rồi. Cái đấy là quá là thích chứ không phải thích vừa nữa. Thư ký xong cái khuôn chưa, mang khuôn lên đây và làm tiếp công việc tiếp theo nào. Có đỏ đất không? Có đỏ đất nha chị. Tiêu hàng tiêu dùng ơi, có đỏ đất nha. Chị thơm môi làm hồng môi rồi. Ok chị yêu nè. Rồi bây giờ em sẽ cho các chị yêu xem tông màu, vài tông màu nhá. Em sẽ lên một tông màu thần thánh cho các chị yêu, màu thần thánh của nhà em luôn. Màu trên môi em là màu đỏ dâu, chị yêu nào yêu thích cái tông màu đỏ dâu em đang đánh lên môi ấy, thì mình chỉ việc comment là đỏ dâu và số điện thoại nha cho em nhá. Đỏ dâu và số điện thoại, inbox đến nhà em địa chỉ các chị yêu nhá. Chị yêu nào mà yêu thích cái màu đỏ dâu trên môi em, comment cho em là đỏ dâu và số điện thoại nhá. Dạ được một năm nha chị Diễm My ơi, không cần phải bỏ tủ lạnh. Hạn sử dụng của một cây son nhà em là một năm, không cần phải bỏ tủ lạnh nhá. Bây giờ em sẽ lên cái tông màu thần thánh của nhà em nha các chị yêu. Bây giờ em sẽ lên tông màu thần thánh của nhà em cho các chị yêu xem cái màu của nhà em như thế nào nhá. Dạ em đang đánh màu này là màu đỏ dâu nhá, tông màu cực kỳ đẹp luôn. Tông màu đỏ dâu này cực kỳ đẹp này. Chị yêu nào mà yêu thích cái màu đỏ dâu cho em xin là đỏ dâu và số điện thoại ạ. Có tặng son dưỡng nha chị Ngọc Diễm ơi, tặng son dưỡng này là son dưỡng không màu để cho các chị yêu đánh vào ban đêm hay đánh vào những lúc mình không xài son nhá. Da ngâm dùng đỏ cam, đỏ hồng cam đẹp nha chị Huyền Trâm Nguyễn ơi. Đấy, em sẽ lên đỏ cam thần thánh của nhà em cho các chị yêu xem đây ạ. Đây là tông đỏ cam thần thánh của nhà em nha. Rất nhiều chị đã mê mệt với cái màu này của nhà em rồi. Chị Tiên Tiên ơi, được 6 tháng nha chị Tiên Tiên ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên màu đỏ cam một cái cho các chị yêu nhìn mê mệt với cái tông màu đỏ cam này của nhà em. Chị yêu nào yêu thích cái màu đỏ cam em đang test lên môi cho em xin đỏ cam vào số điện thoại nha các chị yêu. Tông màu cực kỳ mà nói chung là nhà em bán chạy nhất tông màu này, không bao giờ em có hàng tồn quá 2 ngày đâu các chị yêu. Không hề có đường vân môi nha các chị yêu. Các chị yêu nhìn môi em giật rất chi là nhiều vân này, rất chi là nhiều vân. Em quay gần cho các chị yêu xem, khi mà đánh son nhà em lên không bị vón cục nhá, không bị vón cục. Bóng lướt luôn. Bóng lướt lượt nha các chị yêu. Xài son nhà mẹ chuột lên là không lo bị vón cục nha các chị yêu. Chị Hiền Trần, em cảm ơn chị Hiền Trần nhá. Chị Hiền Trần chia sẻ cho em để được mua giá 120.000 và miễn tiền ship và tặng thêm một thỏi son dưỡng gốc không màu nhá. Em cảm ơn chị Hiền Trần ạ. Sao lúc mình mua son không được tặng son dưỡng nhỉ? Chuẩn xác luôn chị Bảo Linh ơi, son dưỡng chị yêu nào mà mới vào không biết chứ thật sự là nhà em tháng trước không có tặng son dưỡng. Những tháng trước nhà em không hề tặng son dưỡng, nhưng tháng này nhà em đang chạy chương trình là mua son được tặng một thỏi son dưỡng nữa và nhà em còn miễn tiền ship và nhà em còn giảm 30.000. Nếu các chị yêu mua cách đây nửa tháng đổ lại, các chị yêu sẽ không được mua giá 120.000 mà là các chị yêu sẽ phải mua với giá là 150.000. Đấy, chị yêu nào đang mua son nhà em với giá bây giờ là giá cực kỳ ưu đãi luôn. Thư ký làm gì lâu quá vậy? Chị yêu nào lấy đỏ cam cho em xin là đỏ cam vào số điện thoại nha. Chị Phan Hạnh ơi, màu cam tươi đây ạ. Màu cam tươi trên tay em đây chị Phan Hạnh ơi. Màu này là màu cam tươi nhá. Màu cam tươi trên môi em này. Màu đỏ mận này.
Dạ giữ màu từ 4 đến 8 tiếng nhé các chị yêu. Nhà em giữ màu thì từ 4 đến 8 tiếng. Son nhà em thành phần chỉ có dầu gốc, dầu dừa, dầu ô liu, dầu hạnh nhân, sáp ong, bơ, màu khoáng mỹ và vitamin E. 8 thành phần để tạo lên một cây son của nhà em thôi. Bởi vậy son nhà em thứ nhất là không có chì, thứ hai là không hóa chất, thứ ba là không màu hóa học, thứ tư là không kém bột kim loại, tất cả mọi thứ đều không. Cho nên là son nhà em giữ màu vừa phải thôi. Son nhà em vẫn phải nói đảm bảo với các chị yêu là độ giữ màu vừa phải. Không có loại giữ màu bền màu, thật là bền màu nhà em không có. Em khẳng định với các chị yêu là nhà em không có loại bền màu thật là bền màu. Để cho nhiều chị yêu vẫn đang muốn săn cái loại bền màu, mua nhà em về lại bảo chị ơi sao em xài son nhà chị nó không có bền màu, em muốn bền màu lắm cơ. Nhưng mà thực sự là nhà em không có nha các chị yêu, tại vì em không sử dụng hóa chất làm son, em không sử dụng chì làm son, em không sử dụng bất cứ cái loại thành phần giữ màu lâu nào nha các chị yêu nhá. Son nhà em á thì chỉ có độ giữ màu vừa phải thôi. Tại vì son thiên nhiên em còn dành riêng cho những mẹ bầu bì bỉm sữa và những chị yêu nào mà muốn cho mình có một bờ môi hồng hào, muốn cho mình có một bờ môi dưỡng cực kỳ ok nha các chị yêu. Đấy, nói chung là son nhà em là son chủ yếu là dưỡng môi, vừa làm đẹp môi mà vừa dưỡng môi nha các chị yêu. Nên là chị yêu nào muốn mua son gốc nhà mẹ chuột có tác dụng trị thâm môi thì mình thích màu son nào thì em sẽ test màu cho các chị xem nha. Xỉ inbox cho nhà em nha các chị yêu. Đây là những khuôn son của nhà mẹ chuột nha, đây là những khuôn son của nhà mẹ chuột. Chị Hiền Trần, em cảm ơn chị Hiền Trần nha. Chị Yến Chibi cho em xin số điện thoại luôn nha chị Yến Chibi ơi. Chị Yến Chibi cho em xin số điện thoại của mình luôn ha. Chị yêu nào đặt hàng cho em xin số điện thoại và inbox cho nhà em địa chỉ nha các chị yêu ơi. Chị Ngân Vũ ơi, xỉ thì inbox cho nhà em nha chị Ngân Vũ ơi. Xỉ inbox cho nhà em ạ. Màu đỏ cam trên môi em, màu đỏ cam trên môi em, chị yêu nào yêu thích cái tông màu đỏ cam comment cho em là đỏ cam vào số điện thoại nha các chị yêu. Đây ạ. Màu này là màu cam đất này, đỏ tươi này, màu đỏ tươi như đỏ máu này. Màu này là màu đỏ cam này, màu đỏ dâu hồi nãy em mới đánh trên môi đầu này. Còn màu này là màu hồng cam nha các chị yêu, màu hồng dâu này. Màu dưới này là màu cam đào, màu ở đây là màu hồng san hô. Màu này là màu cam tươi này, màu đỏ mận này. Xíu nữa em, nhà em còn nhiều màu lắm, em chưa gạch hết lên tay thôi. Nhà em còn nhiều màu lắm. Chị đặt thêm, ok chị Nguyễn Hiền nha. Cho em xin vài giây để em vệ sinh khuôn son này. Em làm xong son rồi em sẽ test đầy đủ các màu các chị yêu xem luôn. Bởi vì nhà em đang làm dở mẹ son á. Sau khi mà đầy đủ các mẹ son của nhà em rồi em sẽ test màu các chị yêu xem luôn. Để cho các chị yêu xem một quá trình làm son của nhà em như nào. Miễn tiền ship nha chị yêu ơi, một cây cũng miễn tiền ship nha. Một cây cũng miễn tiền ship mà 10 cây cũng miễn tiền ship. Nhà em mua son nhà em đều được miễn tiền ship hết. Di cái gì cũng miễn ship mà. Đánh son mẹ chuột thơm mùi gấc, mềm môi dã man. Em cảm ơn chị Lê Kim Anh nhá. Dạ vâng chị Phan Hà, em cảm ơn chị Phan Hà nhá. Một đỏ cam miễn tiền ship này, tặng thêm một son dưỡng nha chị yêu nha. Chị Nguyễn Phượng, một đỏ dâu miễn tiền ship, tặng thêm son dưỡng nha chị yêu ơi. Chị Hàng Hàng, một cam đất miễn tiền ship, tặng thêm son dưỡng và giảm từ 150.000 xuống còn 120.000 thôi chị yêu nhá. 150.000 xuống còn 120.000 thôi này. Chị Hàng Hàng, em tặng chị thêm một cây son dưỡng nha. Dạ chị Phương Đập, chị Phương Phạm, một cam tươi này em sẽ tặng chị yêu thêm một son dưỡng và miễn tiền ship nhá. Dạ giá son còn lại 120.000 thôi ạ. Dạ hai đỏ cam chị bé ròm xấu xí, hai đỏ cam em tặng cho chị yêu hai cây son dưỡng và miễn tiền ship nhá. Dạ vâng ạ. Đúng rồi chị Tí Bánh Bèo, số đấy là số của nhà em đấy. Chị Tí Bánh Bèo ghim lên là số của nhà em đấy ạ. Xíu nữa em sẽ lên số của nhà em nha. Cho em xin vài giây để em xong cái mẻ son này. Em xong cái mẻ son này em sẽ làm liền cho các chị yêu. Những cái khuôn son này đã được vệ sinh, thứ nhất là cồn. Thứ nhất là đã được vệ sinh là cồn, qua bước cồn là cái thứ nhất. Vì sao nhà em lại phải sử dụng cồn để vệ sinh? Tại vì cồn nó sẽ có tác dụng là chống oxy hóa và làm sát khuẩn, sát trùng những cái khuôn son này nha, để cho khuôn son nhà em hợp vệ sinh các chị yêu nhá. Cái thứ hai là sau khi vệ sinh cồn xong nhà em sẽ vệ sinh thêm một lớp dầu nữa, vệ sinh thêm một lớp dầu dưỡng nữa lên cái khuôn son này. Và bây giờ em đang lau lại một lần cuối cùng nhá. Em đang vệ sinh khuôn son, lau lại một cái khuôn lần cuối cùng là xong cái khuôn son này của nhà em. Đây là những khuôn son của nhà em nhá. Một đỏ dâu chị Thùy Trâm này, một đỏ dâu tặng son dưỡng và miễn tiền ship chị yêu này. Em cảm ơn chị Hải Anh nhá. Em chào chị Hải Anh ạ. Chị Ngọc Diễm, em cảm ơn chị Ngọc Diễm nhá. Chị Yến Chi Mi, dạ vâng được tặng này. Một đỏ tươi này, chị Thanh Mai Nguyễn, một đỏ tươi miễn tiền ship nha. Xài son nhà em hồng môi cực kỳ nha các chị yêu. Nhớ là em có tặng cho các chị yêu những tháng trước em không tặng son dưỡng. Nhưng mà tháng này em đang tặng son dưỡng, như nên là chị yêu nào mà có son dưỡng nhà em chịu khó bôi vào buổi tối trước khi đi ngủ để môi của mình nó hồng lên nha các chị yêu. Xài son dưỡng hồng môi cực kỳ luôn. Sau một thời gian em đảm bảo với các chị yêu là sẽ quay lại đây báo với em là chị ơi công nhận son nhà chị yêu xài lên môi làm hồng môi thật. Em xài cả ngày luôn, em xài cả ngày son mà không lo bị thâm môi mà còn hồng môi, thế mới sướng chứ. Thế mới gọi là
son thần thánh các chị yêu ạ. Các chị yêu nhanh tay comment màu son vào số điện thoại để được hưởng ngay một cây son thần thánh có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi. Sướng cực kỳ, nhà em bây giờ em bán đến nay đã được 2 năm rồi. Lượng khách hàng mà mê mệt với son nhà em bây giờ là quá là đông rồi chứ không còn là ít nữa các chị yêu nhá. À, chị ơi cho em xem màu nào bé gái tuổi Tin. Ok chị Nguyễn Hiền nhá. Bé gái tuổi Tin mình có thể xài màu hồng cam. Bây giờ em sẽ lên hồng cam lên môi cho các chị yêu xem nha. Bé gái mà tuổi Tin xài hồng cam với tông hồng cam các bé rất là thích. Hoặc là đỏ cam màu trên môi em á. Tuy là tông đỏ đậm mình không thích đậm mình có thể đánh nhạt thôi các chị yêu này. Mình không thích đậm mình có thể đánh nhạt thôi. Rồi em đã xong khuôn son rồi. Em sẽ lên hồng cam cho các chị yêu xem nha. Ok chị Vân Hồ nha. Còn chị yêu là lấy đỏ cam em cho các chị yêu xem rõ lại màu đỏ cam nhé. Trên môi em là màu đỏ cam nhá. Màu đỏ cam cực kỳ chạy. Chị yêu nào mà không mua được cái màu đỏ cam này tiếc lắm các chị yêu ơi. Tại vì cái màu đỏ cam này nhà em bán chạy lắm. Không bao giờ em có hàng tồn quá 2 ngày đâu. Không tin các chị yêu cứ thấy ngày nào em cũng làm ngày nào em à. Ôi hôm nay chị làm màu gì vậy? Cứ đỏ cam mà hốt thôi. Được nhá chị Nhàn Nguyễn ơi. Được nhá chị Nhàn Nguyễn. Dạ được nha. Son nhà em là dòng thương hiệu son gốc mẹ chuột nha các chị yêu. Son nhà em là dòng thương hiệu son gốc mẹ chuột có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi. Son nhà em thành phần có 8 thành phần: dầu gốc, dầu dừa, dầu ô liu, dầu hành nhân, sáp ong, bơ, màu khoáng mỹ và vitamin E. 8 thành phần để tạo lên một cây son nha các chị yêu. Bởi vậy son nhà em nó có dưỡng chất cực kỳ ok. Màu son của nhà em sẽ khác với những màu son của nhà khác rất chi là nhiều. Bởi vì son nhà em nhưng mà nó tươi lắm nha. Bởi vì son của nhà em là sử dụng dầu gốc để làm son. Dầu gốc này sử dụng để làm son cho nên là nó sẽ lên cái màu hơi khác khác với đối những cái nhà khác nha các chị yêu. À màu đỏ cam chị Huỳnh Thanh cho em xin điện thoại luôn. Bây giờ em sẽ lên màu hồng cam này. Đây là chị, các chị ơi, các chị lấy giờ đặt hàng á, em xin lên cái thương hiệu lại của nhà em nha. Thương hiệu của nhà em là son gốc mẹ chuột nha các chị yêu. Thương hiệu của nhà em là son gốc mẹ chuột. Son các chị yêu khi nhận hàng nhớ là mình được coi vỏ son nha. Mình được mở hàng ra coi hàng. Tại vì nhà em hiện nay rất có nhiều khách hàng là hay ăn trộm đơn hàng của nhà em á. Là xong là gửi hàng nhầm, xong khách nhà em báo hóa táo hỏa ra là không phải đơn của nhà em. Nên là các chị yêu nhớ để ý giùm em là trên vỏ son của nhà em trên này là có khắc chữ son gốc mẹ chuột nha các chị yêu. Đây là hộp son, có hộp son là màu đỏ nha các chị yêu. Còn vỏ son nhà em có hai loại. Vỏ son nhà em có hai loại, đó là vỏ màu đỏ. Đây là vỏ màu đen nha. Vỏ này là vỏ màu đen, trên này có khắc son gốc mẹ chuột. Và vỏ màu vàng gold này cũng có khắc son gốc mẹ chuột nha. Hai cái loại vỏ này của nhà em. Đấy, bởi vậy các chị yêu có thể mở hàng ra kiểm tra nhá. Mở hàng ra kiểm tra này. Đấy, đây là vỏ son gốc của nhà mẹ chuột. Khi các chị yêu đặt hàng nhà em sẽ được tặng thêm một cây son dưỡng trị thâm môi. Sẽ được tặng thêm một cây son dưỡng trị thâm môi miễn tiền ship luôn nha. Chị Vân Ái, em cảm ơn chị Vân Ái nha. Rồi, màu trên môi em đây là màu hồng cam này. Em để cho các chị yêu xem màu hồng cam nhá. Tông màu tươi tắn tin, tuổi tin như các chị yêu, màu cực kỳ đẹp nhá. Màu này không kén da, không kén tuổi luôn. Tuổi nào cũng có thể đánh được với tông màu hồng cam này nha. Ok, chị Chu Hạnh, sau em sẽ lên cam đất luôn à. Cho em xin vài giây em xong rồi ạ. Chị Huỳnh Thanh cho em xin số điện thoại luôn nha chị Huỳnh Thanh ơi. À, cho em xin số điện thoại để nhà nhân viên nhà em dễ liên lạc với mình nhá. Các chị inbox cho nhà em địa chỉ để hôm nay được gửi hàng luôn nhá các chị yêu ơi. Các chị nào mà inbox cho nhà em địa chỉ là hôm nay nhà em sẽ gửi hàng luôn. Còn chưa inbox cho nhà em địa chỉ là nhà em còn phải gọi điện á. Nhà em còn phải gọi điện là ngày mai nhà em mới gửi hàng được nha các chị yêu. Rồi cho em xin vài giây để em ghép cái khuôn này vào. Đây là khuôn son của nhà em này, phải ghép đúng khuôn của nó mới được. Hồng cam cực kỳ là đẹp nha các chế. Hồng cam cực kỳ là đẹp. Khuôn này là khuôn số 2. Khuôn số 2 và khuôn số 2. Rồi em sẽ, chị Hiền Hiền, đúng rồi chị Hiền Hiền ơi, màu hồng san hô là cái tông hồng thần thánh của nhà em đấy. Hồng san hô là, chị Huỳnh Thanh, em cảm ơn chị Huỳnh Thanh nha. Hồng san hô là tông hồng thần thánh của nhà em. Bây giờ em sẽ lên tông hồng thần thánh của nhà em cho các chị yêu xem luôn. Màu này là cây khuôn này, khuôn số 4. Màu hồng san hô thần thánh của nhà em, khuôn số 1. Vậy chắc chắn đây là khuôn số 3. Rồi ok. Để em ghép cái khuôn này vào đã, xong rồi em sẽ test luôn màu cho các chị yêu xem nhá. Tại vì khuôn son này nó cũng phải có khuôn đi cùng cơ. À, lên không cùng cái là mai nó lên nó ngộp thở mất. Khuôn này khuôn số mấy đây, khuôn số 1. Giữ màu từ 4 đến 8 tiếng nha các chị ơi, giữ màu từ 4 đến 8 tiếng ạ. À, trên lớp lúc nào đang học em buồn ngủ qua lấy son dưỡng ra bôi xong ngủ luôn. À, lúc ngủ như vậy môi hồng hẳn ra. Đúng rồi, xài son dưỡng nhà mẹ chuột là môi chỉ có hồng thôi. Son nhà em là son gốc mà các chị yêu, xài son gốc nó có tác dụng hồng môi cực kỳ. Xài son
Van Gogh lên có tác dụng hồng môi cực kỳ nha các chị yêu nha. Ok chị Nhàn Nguyễn, các chị yêu inbox cho nhà em địa chỉ nhá. Đừng để địa chỉ ở trên này không là mình dễ bị kẻ gian đánh trộm lắm ạ. Rồi, thành phần sáp ong của nhà em hồi là em để cho các chị yêu xem ở dạng rắn này. Chết rồi, sáp ong này chưa xong đâu thư ký ơi, sáp ong này thư ký nhìn này, sáp ong này chưa lung chảy hết này. Nấu lại một tí nữa đi, sáp ong này chưa tan chảy hết đâu. Các chị yêu đừng để địa chỉ ở trên này các chị yêu ơi, đừng để địa chỉ ở trên này. Rồi, màu hồng cam trên môi em nha các chị yêu nào yêu thích cái màu hồng cam này cho em xin là hồng cam và số điện thoại nhá. Hồng cam và số điện thoại ạ. Màu hồng cam này đẹp ghê chưa? Rồi. Cho em xin lên cái giây phút này này, em lên cái màu son mà nãy giờ em rú em giấu cho riêng em thôi nhưng mà bây giờ em vẫn phải lên cho các chị yêu cái này. Màu này là màu hồng san hô. Tông màu cực kỳ đẹp của nhà em nha các chị yêu. Đây là màu hồng san hô. Em sẽ lên tông hồng san hô này cho các chị yêu xem. Xong các chị yêu sẽ mê mệt với cái tông hồng san hô này của nhà em. Chị yêu nào là tín đồ của màu hồng, chị yêu nào hiện tại đang là tín đồ của màu hồng thì mình không cần phải lựa chọn bất kỳ màu nào nữa. Em xin thông báo với các chị yêu là màu này của nhà em là đã bán rất chi là nhiều rồi. Và tất cả các chị khách hàng của nhà em sau khi nhận được màu này đều rất chi là ưng ý. Tại vì em bán hàng là màu nào bán được, màu nào bán chạy và màu nào được khách hàng nhà em ưng là em sẽ giới thiệu cho các chị yêu trước. Và màu hồng san hô trên môi em là một trong những tông màu mà em bán cực kỳ chạy. Màu này đánh lên môi nó sẽ có một tí tí màu đỏ trên môi, rồi thiên về tông hồng thì nhiều hơn. Nên là cái màu này lên môi nhìn nó không bị nhàm chán, nó cực kỳ là đẹp các chị yêu này. Cực kỳ là đẹp khi mà sử dụng lẫn khi mà đánh lên môi. Bởi vì chị yêu nào mà đang muốn sở hữu một cây son gốc nhà em, hốt ngay cái màu hồng san hô này đi các chị yêu. Hồng san hô này cũng rất chi là đẹp nha các chị yêu. Trên môi em là màu hồng san hô này các chị yêu này. Màu hồng san hô cực kỳ là đẹp luôn. Chị yêu nào đặt hàng hồng san hô cho em xin là hồng san hô và số điện thoại nhá. Chị Thảo Xu lên bảo mật. Ok chị Thảo Xu này, em xong cái vụ này rồi, em bây giờ em làm son xong hết rồi. Em làm thư ký lấy giờ. Em làm son xong hết rồi. Một hồng cam, một hồng san hô. Ok chị rắp buồn nha. Một hồng cam, một hồng san hô này. Rồi bây giờ em sẽ đổ. Xong rồi bây giờ em sẽ đổ cái sáp ong này sau khi được tan chảy hết rồi các chị yêu. Sau khi được tan chảy hết rồi em sẽ đổ vào trong. Em sẽ đổ cái ly dầu dưỡng này vào đây nha các chị yêu. Em sẽ đổ cái thành phần này vào đây và bây giờ em chuẩn bị đổ vào những cái khuôn như thế này nhé các chị yêu. Bây giờ em sẽ chuẩn bị đổ vào những cái khuôn như thế này. Đây là một ly son của nhà em nhá. Và chị Kim Chi thấy ở trong phần ấy ạ. Chị Kim Chi ơi, chị đừng có nhà máy nhà em nữa, nhà em đang phát livestream. Chị Duy Kha Hồng San Hô này, em cảm ơn chị Duy Khoa nhá. Bây giờ là em sẽ đổ son vào khuôn nha. Màu hồng san hô trên môi em, chị nào đang là tín đồ của tông hồng san hô thì hốt ngay hồng san hô các chị yêu ơi. Hồng san hô này cực kỳ đẹp. Em bán màu này nhiều lắm rồi, từ xưa đến giờ em bán màu này là không có chị yêu nào chê trách em cái màu hồng san hô này đâu các chị yêu ơi. Hồng san hô này là lên môi hả, trời ơi nhìn nó đẹp dã man luôn. Mẹ chuột, dạ hôm nay em đang làm màu đỏ dâu chị Thương Cherry ơi, em đang làm màu đỏ dâu ạ. Dạ được nha chị Huỳnh Thanh ơi, nhận hàng được mở hàng ra xem. Coi có đúng là thương hiệu của son gốc nhà mẹ chuột không thì hãng nhận hàng nhá. Nhà em thương hiệu là son gốc mẹ chuột, hiện nay em là chủ của thương hiệu son gốc mẹ chuột, đang phát livestream trực tiếp cho các chị yêu xem làm son, test màu son cho các chị yêu luôn ha. Và số điện thoại của nhà em là 0964280172. Chị yêu nào muốn gọi bất cứ vấn đề gì có thể gọi điện cho nhà em trực tiếp nhá. Trên đầu trang Facebook nhà em cũng có số điện thoại của em luôn các chị yêu nhá. Màu hồng san hô. Ok chị Trần Ngọc Trầm là cho em xin số điện thoại luôn chị yêu ơi. Chị Trần Ngọc Trầm cho em xin số điện thoại nha. Em sắp làm xong một mẻ son luôn này các chị yêu nè. Xài son nhà em lên cực kỳ là hồng môi lên. Chị yêu nào là đã lỡ mê son nhà em rồi thì giới thiệu son hộ em với nha các chị yêu. Các chị yêu xài xong một thời gian sẽ thấy môi của mình hồng hẳn lên. Em xuống đã nhà. Ok chị Phương Trần nha. Ok chị Phương Trần này, inbox cho nhà em luôn nha chị yêu. Nhà em son nhà em có được đặc tính rất chi là đặc biệt so với những dòng son khác, đó là son nhà em xài lên môi, sau khi xài lên môi rất chi là hồng môi nha. Nhận hàng được kiểm tra hàng chuẩn xác luôn, hàng nhà em không lo nên là em để cho các chị yêu kiểm tra hàng thoải mái nhá. Rồi, màu trên môi em là màu hồng san hô, chị yêu nào là tín đồ của tông hồng thì comment cho em là hồng san hô và số điện thoại hộ em ạ. Em để cho các chị yêu nhìn rõ cái màu hồng san hô một chút nhá. Tông màu này không hề nhàm chán nha, tông màu cực kỳ đẹp luôn. Tông màu này nó có pha một tí tí tông đỏ bên trong ấy, nên là nhìn lên cái khi mà lên môi ấy, trời ơi nó đẹp dã man luôn. Cái màu này chị yêu nào mà không ưng trả là em cũng nhận nha các chị yêu, bởi vì cái màu này nó quá là đẹp luôn.
Rồi, em xin được lên màu đỏ cherry cho chị yêu nào. Màu đỏ cherry với màu cam đất quàng cái cho hai chị yêu nào mà mới hỏi em nhá. Đỏ cherry và cam đất này. Mỗi ngày nhà em làm rất chi là nhiều mẻ son các chị ơi. Đỏ san hô và cam đất. Màu cam đất trước này. Công trầm của nhà em đây các chị ơi. Cam đất. Trên môi em là màu cam đất nha. Trên môi em là màu cam đất. Chị yêu nào yêu thích cái tông màu cam đất này cho em xin màu son là cam đất và số điện thoại nha các chị yêu. Màu cam đất này, màu đỏ cherry luôn. Để em lên màu đỏ cherry cho các chị yêu xem luôn. Màu đỏ cherry. Màu đỏ cherry cho các chị yêu xem luôn nha. Chị yêu nào mà yêu thích cái màu cam đất này cho em xin là cam đất và số điện thoại nhá. Sao đâu ghế đọc. Dạ chị Thu Dũng ơi, nhân viên nhà em đang chốt đơn hàng á. Do là nhà em lượng tin nhắn cũng cực kỳ là nhiều, không hề ít đâu, nên là chắc chưa đọc tới chị thôi ạ. Xíu nữa nhà em đọc đến nhà em sẽ trả lời chị yêu liền nhá. Màu đỏ cherry một cái này. Em sẽ lên màu đỏ cherry nha. Tông đỏ cherry là cây cây như thế này đâu mà ta. Đây. Đỏ cam đất này các chị yêu ơi. Chị yêu nào yêu thích cam đất cho em xin cam đất và số điện thoại nhá. Chị Hiền Ki ơi, nhà em chưa gọi đúng không ạ? Chị Hiền Ki inbox cho nhà em địa chỉ số điện thoại giùm em luôn để nhân viên nhà em chốt đơn nhá. Em sợ nhiều khi đặt hàng bị ẩn comment á. À, sáng nay nhà em mới đang làm thôi. Đơn hàng hôm qua nhà em còn nhiều lắm. Đơn hàng hôm qua nhà em còn nhiều lắm nên chưa gọi đâu. Chị yêu nào muốn nhận hàng sớm á, cho em xin địa chỉ luôn nhá. Đơn hàng của ngày hôm qua nhân viên nhà em bây giờ mới đang gọi thôi, nên là chị yêu nào muốn nhận hàng sớm cho em inbox cho nhà em địa chỉ luôn ạ. Dạ 120 một cây nha chị Chi Kim ơi. Màu đỏ cherry hay còn gọi là đỏ mận đây, tông màu sang quý phái đây các chị ơi. Em cảm ơn chị Lê Kim Anh này, lấy giờ hỗ trợ em nhiều ghê á. Màu đỏ cherry hay còn gọi là đỏ mận nha các chị ơi. Màu đỏ cherry hay còn gọi là đỏ mận. Rồi bây giờ cho em xin vài giây để em đổ son vào khuôn chút xíu nữa, xong em sẽ test màu nha. Cho em xin vài giây để em đổ son vào khuôn ạ. Bây giờ em sẽ lên thành phẩm nha. Ok chị Hiền Kim này, chị Hiền Kim ơi, inbox cho nhà em địa chỉ số điện thoại giùm em luôn nha chị yêu ơi. Inbox cho nhà em địa chỉ với để nhân viên các chị yêu nào muốn nhận hàng nhanh của nhà em, do là đơn hàng của nhà em hôm qua còn ứ đặng rất chi là nhiều cơ. Hôm qua nhà em đặt hàng cũng rất chi là nhiều mà bây giờ nhân viên nhà em chưa gọi nốt của ngày hôm qua luôn, nên chị yêu nào muốn nhận hàng, muốn em gửi hàng chiều nay luôn thì inbox cho nhà em địa chỉ số điện thoại để nhân viên nhà em tổng hợp cho nhanh các chị yêu nhá. Inbox cho nhà em địa chỉ số điện thoại, đừng có để địa chỉ ở trên này các chị yêu nhá. Dạo này nhà em có rất chi là nhiều kẻ gian vào lấy đơn hàng của nhà em gửi đi. Thế nên là các chị yêu nhớ hộ em là đơn hàng của nhà em, thương hiệu của nhà em cho các chị yêu xem hàng đầy đủ. Hàng nhà em có tên thương hiệu là son gốc mẹ chuột. Son gốc mẹ chuột nha các chị yêu, các chị yêu có thể kiểm tra hàng khi mua hàng nha các chị yêu. Đối với nhà em rất chi là công bằng, các chị yêu sẽ được kiểm tra hàng trước khi mà mình nhận hàng nha các chị yêu. Đấy, xem đúng hàng của nhà em không. Đấy. Mua 3 được tặng 1, đúng rồi chị Nguyễn Hiền ơi, mua 3 được tặng 1 nha. Ok chị Nguyễn Hiền này, mua 3 được tặng 1 nha. Em cảm ơn chị Nguyễn Hiền nhá. Mua 3 son là được tặng 1 son ạ. Nhà em chạy chương trình mua 3 son tặng 1 son nốt ngày hôm nay nữa thôi nha các chị yêu. Nhà em sẽ chạy chương trình mua 3 son nốt ngày hôm nay nữa thôi. Mua 3 tặng 1 đấy, dạ đúng rồi. Ok chị Nguyễn Hiền nha. Ok chị Nguyễn Hiền này, inbox đến nhà em luôn ạ. Chị Nguyễn Hiền inbox đến nhà em luôn để nhân viên nhà em họ chốt đơn hàng, họ khỏi lên đơn riêng lẻ này. Họ khỏi lên đơn lẻ này. Nếu mà họ thấy đơn của chị có là họ sẽ bỏ đơn kia này. Chị yêu ơi, chị Hiền ơi, inbox cho nhà em luôn nhá. Em chưa thấy họ chốt hàng. Dạ chị Hương Nguyễn ơi, và chị Hương Nguyễn inbox cho nhà em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Nhân viên nhà em vẫn đang bây giờ nhân viên nhà em đang chốt đơn hàng đấy. Nhà em đang ba chị đang ngồi ở đây đang chốt đơn hàng này. Đấy mà vẫn chưa kịp luôn, do là hôm qua đơn hàng của nhà em cả ngày hôm qua cũng rất chi là nhiều. Màu đỏ tươi. Ok chị Việt Hà Trần cho em xin số điện thoại luôn nhá. Chị Việt Hà Trần inbox đến nhà em luôn nhá. Chia sẻ bài hộ em để được giảm 30.000, còn 120.000 miễn tiền ship này. 120.000 miễn tiền ship và tặng thêm một thỏi son dưỡng gốc nhá. Cái thỏi son dưỡng gốc ấy, bình thường những tháng khác em không có tặng đâu, mà tháng này nhà em đang chạy chương trình, đang giới thiệu sản phẩm thỏi son dưỡng gốc của nhà em. Cho nên là các chị yêu nhớ đánh vào buổi tối trước khi đi ngủ này, hoặc là những lúc mình không xài son, mình có thể đánh thỏi son dưỡng gốc lên môi để cho la môi của mình nó hồng hào các chị yêu nhá.
vài cái thỏi son dưỡng gốc lên môi hồng hào lắm, sướng lắm. Các chị yêu cứ thử đi, chỉ cần đánh vài lần các chị yêu sẽ thấy sắc của môi của các chị yêu lên bật tông luôn, lên bật tông rất chi là nhiều. Các chị yêu cứ thử đi, đặc biệt là nó không làm cho môi của các chị yêu bị khô, không làm cho môi của các chị yêu bị khô và không làm cho môi của các chị yêu bị nứt nẻ nữa. Có một điều như này, những chị yêu nào đang ở miền Bắc, những chị yêu nào đang ở hiện tại đang ở miền Bắc, môi hay bị khô và nứt nẻ thì xài ngay cây son dưỡng của nhà em nha các chị yêu. Tại vì son dưỡng của nhà em nó có tác dụng trị nẻ rất là tốt. Các chị yêu sẽ không bị nẻ môi nữa khi mà bị trong thời tiết quá đông lạnh như vậy. Nhà em dạo này có những chị comment đến, trời ơi chị ơi, giờ này ở ngoài Bắc lạnh quá mà em xài son của nhà chị lên không bị nẻ môi nữa. Thế mới sướng, vừa được đẹp mà vừa được không bị nẻ môi. Thế là các chị yêu thoải mái nhá. Ok, chị Đỗ Thu Phương, em cảm ơn chị Đỗ Thu Phương nhá. Rồi cho em xin vài giây để em đổ nốt son vào khuôn này, xong em sẽ đọc các comment của các chị yêu này. Đấy, cho em đổ nốt. Mỗi ngày em làm rất chi là nhiều thỏi mẻ son như này đến để cho các chị yêu. Đây, mẻ son này hôm nay được làm xong là chiều nay cũng sẽ được đi luôn à. Nhà em son gửi đến cho các chị yêu lúc nào cũng là son mới. Son gửi đến cho các chị yêu lúc nào cũng là son mới. Bởi vì do em không như công ty. Công ty thì mỗi lần người ta làm ra hàng ngàn cây cơ thì người ta bán 3-4 tháng, có khi 1 năm, có khi 2 năm mới hết được cái lô hàng của người ta. Còn son nhà em thì mỗi ngày em chỉ làm mấy chục cây như này thì là em làm đến đâu là em bán hết đến đấy nha các chị yêu. Nên là các chị yêu lúc nào cũng nhận được toàn là hàng mới thôi, không hề có hàng cũ luôn. Đấy, hàng nhà em là hàng nào mà lâu nhất là 1 tuần. Hàng nào mà lâu nhất là 1 tuần. Còn bình thường nhà em là từ 1 tuần đổ lại là tất cả hàng của nhà em đều đã được đi hết. Đấy, tại vì son nhà em thật ra hạn sử dụng chỉ được 1 năm thôi. Hạn sử dụng son nhà em chỉ được 1 năm thôi, cho nên là nhà em làm son vừa đủ bán trong vòng 1 tuần các chị yêu nhá, lúc nào cũng như lúc nào. Tại vì son nhà em không bỏ hóa chất không bỏ giống gọi như là chất bảo quản á. Bình thường nếu mà chỉ cần cho chất bảo quản vào son nhà em sẽ được 3 năm. Cho chất bảo quản vào là son nhà em sẽ được 3 năm, nhưng mà em không cho chất bảo quản vào trong son nhà em nữa các chị yêu nha. Son nhà em chỉ bỏ vitamin E vào làm chất bảo quản để được 1 năm thôi. Đấy, cho nên là các chị yêu xài son nhà em là được bảo quản là trong vòng 1 năm nhá. Chất bảo quản không hề tốt cho bản thân đâu các chị yêu. Chất bảo quản không hề tốt một chút xíu nào cả. Chứ là mang cái vết này. Chất bảo quản nó sẽ làm, nó sẽ đi, nếu mà mình xài son nhiều á, mình xài son nhiều, mình ăn nhiều á, chất bảo quản nó đi vào trong cơ thể của mình nhiều là sau này sẽ gây bệnh rất chi là nhiều luôn. Hiện nay dạ có nha chị Lý Trẩm ơi, một chút xíu nữa em sẽ lên một vài miligam nho nhỏ nhá. Rồi chị, em bây giờ em chuẩn bị test màu đây. Thư ký cho xin cái cây đây. Thôi thư ký làm đi để đi test màu các chị ấy này. Thư ký làm đi để đi test màu. Vết son ra. Bây giờ em sẽ cho khuôn son này vào tủ lạnh nhá. Em sẽ để những khuôn son này vào tủ lạnh nha các chị yêu nhá. Ok chị Thúy Ngọc này, em sẽ bỏ những khuôn son này vào tủ lạnh. Dạ đây là những thỏi son dưỡng của nhà em nha các chị yêu. Khi mà các chị yêu mua son, các chị yêu sẽ được tặng những thỏi son dưỡng như thế này. Thật ra là do em chưa có điều kiện để em tặng các chị yêu cái loại son dưỡng loại lớn như thế này. Nên là nhà em vì là tặng đơn hàng nhà em rất chi là nhiều, cho nên là em những làm những thỏi son dưỡng mini như này để tặng cho các chị yêu nha. Nhưng mà một thỏi son dưỡng này các chị yêu nào mà xài nhanh lắm cũng phải 4 đến 5 tháng mới hết một thỏi son dưỡng này. Các chị yêu nào mà xài hàng ngày thì 4 đến 5 tháng mới hết một thỏi son dưỡng như thế này cơ. Đây ạ. Còn thỏi son dưỡng em bán nhá, tại vì em bán em làm loại vỏ đẹp hơn và lớn hơn thì là giá 70.000 nhá. Chị yêu nào mà muốn mua son dưỡng không thôi, không muốn mua những loại son mua son nhà em á thì các chị yêu đặt là ghi là son dưỡng 70.000 nhá. Một cây son dưỡng này có giá 70.000 này, còn cây son dưỡng này giá 40.000 và sau này em không bán tại vì cái vỏ của nó không được đẹp lắm. Thì em chỉ để tặng thôi. Đấy, tặng là phải nói rõ ràng cho các chị yêu, không mất công các chị yêu là bán đầu dê treo thì chó là cũng mệt lắm. Rồi, màu trên môi em là màu đỏ cherry nhá. Tông màu đỏ đậm ạ. À. Đỏ cherry hay còn gọi là đỏ mận nha các chị yêu ơi, màu như màu mận vậy á. Rồi em xin bắt đầu tiết mục test màu cho các chị yêu xem nhá. Em xin được bắt đầu tiết mục test màu cho các chị yêu ạ. Dạ chị Thúy Ngọc ơi, em không bán son lẻ đâu chị Thúy Ngọc ơi, tại vì bán cái cây son này 40.000 tiền ship mất hết 30.000 rồi. Còn có 10.000 thôi, nên là nhà em không bán. Với lại nhà em cũng không muốn bán cái loại vỏ cái này em chỉ để tặng thôi. Cái vỏ này nhìn nó không được sang trọng quý phái cho lắm. Nhà em bán cái loại vỏ sang trọng quý phái như này để cho các chị yêu đánh lên môi cho nó sướng. Dạ chị Thúy Ngọc ơi, nhà em chỉ bán cái này kèm khi chị mua son thôi. Nếu mà chị mua son rồi nhà em bán kèm thì được, chứ còn nhà em không bán lẻ nhá. Ví dụ như chị có mua son em bán kèm, chị mua mấy thỏi em cũng bán kèm được luôn, chứ nhà em không bán lẻ. Hoặc là chị phải mua trên 3 thỏi đổ lên thì em bán nhá.
Dạ chế Phương Trinh, chị yêu nào mà coi em nhiều thì biết tính em rồi đấy. Chị yêu nào mà hay coi em rồi là biết tính của nhà em đấy. Nói chung là chiều lòng khách là chuẩn luôn. Rồi em lên màu tiếp theo nha. Em sẽ lên màu cam tươi cho các chị yêu xem nhá. Được nhé chị Lý, chẳng mơ được nha. Màu trên môi em là cam tươi. Chị yêu nào yêu thích cái màu cam tươi thì comment cho em là cam tươi và số điện thoại nhé. Chị ơi, một tuần rồi mà em chưa nhận được son. Chị Thanh Thảo inbox cho nhà em để nhân viên nhà em kiểm tra đơn hàng của mình nhá. Chị Thanh Thảo ơi, inbox cho nhà em để nhân viên nhà em kiểm tra đơn hàng này. Hôm nào cũng phải nói nhiều thế mẹ chuột. Dạ đúng rồi chị Hoa Thi Phụng ơi, cái nghề của em là phải nói. Rồi màu cam tươi em lên môi nha. Rồi bây giờ em tiếp tục lên màu tiếp theo này. Cam tươi này, đỏ mọt em lên rồi này. Bây giờ em lên đỏ hồng nhá. Màu trên môi em là màu đỏ hồng nhá. Chị yêu nào yêu thích cái tông đỏ hồng này cho em xin là đỏ hồng và số điện thoại ạ. Đỏ hồng trên môi em nhé các chị yêu ơi, đỏ hồng, đỏ hồng. Đỏ hồng trên môi và đỏ hồng trên tay. Đỏ hồng đi nha các chị yêu, đỏ hồng trên tay em đây ạ. Em đang dùng dầu gốc mà thấy da sáng lên trông thấy. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Lý Trẩm nhé. Dạ chị Lý Trân ơi, nhà em chẳng có cái gì nhiều ngoài dầu gốc đâu ạ. Nhà em cái gì tiền thì không có chứ dầu gốc thì rất chi là nhiều. Nhà em trồng một vườn gốc, gốc này là nhà em trồng chứ nhà em không có đi nhập nguồn nguyên liệu từ gốc. Gốc này là nhà em trồng. Là cho nên là em làm được những sản phẩm dầu gốc nhìn cực kỳ ok như thế này. Đấy, nhìn quá là mê luôn để nhà em làm son. Sản phẩm dầu gốc này nhà em làm để nhà em làm son để có tác dụng trị thâm môi cho các chị yêu. Cho nên là các chị yêu nhìn dầu gốc nhà em mê mệt chưa? Quá là mê mệt đúng không ạ? Sướng. Rồi em xin được lên màu tiếp theo nha. Chị yêu nào mà đang thích cái tông màu nhạt nhẹ, chị yêu nào mà thích cái tông màu nhạt nhẹ vừa phải thì em sẽ lên tông màu tiếp theo. Đây là màu hồng dâu nha. Dạ chị Hải Dương ơi, chị chịu khó xài đi, sẽ làm môi của chị hồng hào lên trông thấy luôn. Chị cứ chịu khó xài son dưỡng và son của nhà em đi. Nhà em rất nhiều chị yêu đã xài rồi đấy. Ví dụ như chị Thương Di cũng là khách hàng của nhà em nè. Màu trên môi của nhà em đây là màu hồng dâu nha các chị yêu. Màu này là tông màu môi, màu nhẹ nhàng nhất trong tất cả các tông màu của nhà em. Màu trên môi em là màu hồng dâu nha các chị yêu. Tông màu này là tông màu nhẹ nhàng. Thư ký mà nhỏ ơi, thư ký. Tông màu này là tông màu nhẹ nhàng vừa phải. Chị yêu nào mà yêu thích cái tông màu mà giống như là cái tông màu mà chị yêu nào cần cái tông màu đi làm hàng ngày, cần màu nhẹ nhàng thì màu hồng dâu trên môi em là tông màu rất chi là nhẹ nhàng nhá. Dạ ship Tây Ninh. Dạ ship Tây Ninh là miễn ship nha chị Nguyễn Ngân ơi. Mua hàng nhà em gì cái gì cũng miễn ship. Đấy. Hôm qua em thấy chị có mới hay quá. Màu trên môi em là màu hồng dâu nha các chị yêu nhá. Dạ được rồi, đúng rồi chị Lý Trẩm ơi. Chị Lý Trẩm ơi, cái dầu gốc chị mua nhà em về ấy, chị xài lên môi này, chị xài lên cả khu vực bọng mắt này này, cả cái khu vực bọng mắt ở bên dưới này này để cho nó chị thâm mắt, chị thâm môi nhá. Chị thâm mắt, chị thâm môi cực kỳ ok luôn. Trời ơi, nhìn ghét quá. Nãy giờ em chưa lên màu đỏ tươi này. Nãy giờ em chưa lên màu đỏ tươi đâu. Màu này là màu đỏ tươi nhá. Bây giờ em sẽ đánh màu đỏ tươi lên môi nhá. Bây giờ em sẽ đánh màu đỏ tươi lên môi. Dạ 120.000 miễn tiền ship nhá. Được nhá chị Lý Trần ơi, bôi toàn khu vực mặt. Bôi toàn khu vực mặt, bôi trực tiếp. Mình có thể kết hợp chung với sữa tươi được luôn nha chị yêu nhá. Rồi màu trên môi em nha các chị yêu nha. Màu trên môi nhà em đó là màu màu đỏ tươi nha các chị yêu. Màu trên môi nhà em đây là màu đỏ tươi ạ. Được nha chị Gian Buồn ơi, chị Gian Buồn inbox với nhà em để nhân viên nhà em hốt hàng luôn rồi nha.
màu đỏ tươi trên môi em nhé các chị ơi, trên môi em là màu đỏ tươi ạ. À, cảm ơn chị sản phẩm của mẹ chuột, em cảm ơn chị Lý Trẩm nhé. Nói chung là thật sự là đầu tiên em xài cái sản phẩm này em thấy nó quá là hiệu nghiệm. Tại vì thực sự là đầu tiên nhà em trồng một vườn gốc á, em hay xài gốc lắm, tại vì gốc nhiều á, em hay xài gốc, em thấy nó hồng hào lên hẳn rất chi là nhiều. Cho nên là em mới phát triển cái dòng sản phẩm này, đưa thương hiệu này đến cho các chị yêu để các chị yêu xài thử. Các chị yêu sau khi xài mà cảm thấy ok sẽ đón nhận, là em cảm ơn các chị yêu cực kỳ nhiều luôn. Rồi, các chị yêu này, màu trên môi em là màu đỏ tươi nha, chuẩn xác nha, em có giấy kiểm nghiệm đầy đủ nha các chị yêu nha. Màu trên môi em là màu đỏ tươi. Chị yêu nào mà yêu thích cái tông màu đỏ tươi này cho em xin là đỏ tươi và số điện thoại nhá. Cực kỳ đẹp, màu đỏ tươi này quá là đẹp đi các chị ơi. Màu đỏ tươi nhá. Màu hồng dâu, giá trị xương rồng ơi, màu hồng dâu giá 120 miễn tiền ship nha. 120 này miễn tiền ship và được tặng thêm một thỏi son dưỡng nhá. À, 120 miễn tiền ship tặng thêm thỏi son dưỡng. Dạ vâng chị Ma Cà Chua, em cảm ơn chị yêu. Bây giờ em đang cố gắng để đi kiếm vốn để có tiền để chơi mini game cho mấy chị yêu. Cố gắng đây để kiếm vốn để chơi mini game cho các chị yêu cho nó sướng này. Màu đỏ tươi trên môi em nha các chị yêu, tông màu này sexy quyến rũ cực kỳ luôn. Chị yêu nào hốt đỏ tươi cho em thì cho em xin đỏ tươi và số điện thoại. Inbox đến nhà em địa chỉ nha các chị yêu, inbox cho nhà em địa chỉ ạ. Em thấy chị Trang lên rồi, chị Trang ơi, chị Trang nhận được son nhà em chưa? Bữa giờ chết mất em không có thời gian hỏi luôn. Chị Trang nhận được son nhà em chưa? Son nhà em xài có được không? Có cần cải tiến cái gì không chị Trang ơi? Đây là màu hồng sen nhá, em sẽ đánh hồng sen lên môi cho các chị yêu xem luôn. Hồng hồng cánh sen đây ạ. Em có bỏ sỉ nhá chị Hải Dương ơi, chị yêu nào mà muốn mua sỉ thì inbox cho nhà em nha. Chị Trang ơi, chị Trang đánh son nhà em, nhận được son nhà em chưa? Ok chị Hiền Kỳ nha. Chị Trang ơi, chị Trang nhận được son nhà em chưa? Chị Trang thấy son nhà em có được không? À ghim giá đi hả? Đúng rồi. Dạ vâng chị Trang, em cảm ơn chị Trang nhá. Chị Ngọc Lê, em cảm ơn chị Ngọc Lê nhá. Miễn tiền ship tặng thêm một thỏi son dưỡng nha. Dạ vâng chị Phương Mắm, em cảm ơn chị Phương Mắm này. Em test màu hồng cái xe lên môi nha. Chị ta lại là ta cho em xin số điện thoại luôn nha. Chị ta lại là ta, inbox cho nhà em địa chỉ nha. Trên môi em là màu hồng cánh sen nha các chị yêu ơi, trên môi em là màu hồng cánh sen đây ạ. Hồng cánh sen trên môi em nha các chị yêu ơi, hồng cánh sen trên môi em. Chị yêu nào yêu thích cái tông hồng cánh sen này cho em xin hồng cánh sen vào số điện thoại ạ. Dạ 10 cây nha chị Hải Dương ơi, 10 cây là có giá sỉ rồi. Hồng cánh sen này đẹp chưa mấy chế, hồng cánh sen này quá là đẹp. Chị yêu nào yêu thích hồng cánh sen cho em xin hồng cánh sen vào số điện thoại. Dạ em mới like thử váy một hôm thôi. Thật ra là em chỉ mới like thử váy một hôm để em xem thử là cái mặt hàng em bán cần phải yêu cầu về chất lượng như thế nào này, rồi các chị yêu thích mẫu mã như thế nào này, các chị yêu thích sản phẩm như nào, với lại xem thử bán quần áo nó có mệt không. Thề luôn, bán quần áo mệt thật, bán son đã mệt lắm rồi. Nhà em đang phát livestream các chị ơi, nhà em có cam cà rốt nha chị Hương Khanh ơi, nhà em có cam cà rốt nha. À, hồng sen trên môi em nha, em sẽ lên cam cà rốt cho chị yêu xem luôn nè. Tông cam cà rốt đây rồi. Nhà em sẽ lên cam cà rốt nha. Em cảm ơn chị Kim Anh nha, em cảm ơn chế Thương này. Màu trên môi em, màu trên môi em là màu cam cà rốt này chị yêu này. Tông này là tông cam cà rốt nhá. Nhà em không có hồng ruby đâu à, nhà em chỉ có hồng baby thôi. Nhà em chỉ có hồng baby thôi. Màu trên môi em là màu cam cà rốt nha các chị ơi. Quá là đẹp luôn. Màu cam cà rốt này đẹp quá nha. Tông cam cà rốt trên môi em nha các chị yêu. Đấy. Chị yêu nào yêu thích tông cam cà rốt này cho em xin là cam cà rốt và số điện thoại của em nhá. Cam cà rốt và số điện thoại ạ. Nó bị ấy tin nhắn đấy mẹ ơi. Trong mẹ không có mẹ để con cái đấy. Nó bị mở tin nhắn đấy chị không biết được. Rồi ok.
Rồi, màu trên môi em nha các chị yêu, màu trên môi em là màu cam cà rốt đây ạ. À. Vậy à, mẹ chuột còn chạy chương trình còn nhá chị Ngọc Hoàng Dương ơi, em còn nha. Còn ngày hôm nay thôi nha chị yêu ơi, còn ngày hôm nay thôi, từ giờ đến tối thôi, chị yêu nào đặt hàng thì từ giờ đến tối đặt hàng của em nha. Còn chị yêu nào bây giờ đặc biệt yêu thích màu gì thì báo em test luôn nha các chị yêu để khỏi phải chờ đợi lâu nhá. Chị yêu nào muốn em test màu gì thì bảo em này. Dạ chị Phan Thị Yến ơi, em thấy chị mới gọi điện cho nhà em rồi, bây giờ em đang phát livestream ở đây, thế là em chưa có trả lời tin nhắn cho chị được, cũng không nghe điện thoại của chị yêu được nhá. Còn nhân viên nhà em bây giờ còn đang rất chi là nhiều, đơn hàng của ngày hôm qua nhân viên nhà em chưa có chốt đến á, do là phải xem lần lượt từ từng chị một, cho nên là chưa đến chị yêu đâu chị yêu ơi. Mẹ chuột, mà mọi người để mẹ chuột bán hàng đi đã, có lãi rồi thì mới tổ chức được em. Ờ à, đúng rồi. Chị Yến ơi, nhà em để xíu nữa em xuống mà em inbox cho chị yêu luôn nhá. Đợi xíu nữa em xuống em inbox cho chị yêu luôn, tại vì nhân viên nhà em bây giờ tin nhắn của nhà em bây giờ đến tin nhắn em nhiều lắm, nhân viên nhà em chưa có trả lời được hết á. Còn chị yêu nào mà muốn em test màu gì thì cứ yêu cầu để cho các chị khỏi phải chờ đợi lâu nhá. Hồng baby để các chị yêu này. Dạ chị Việt Hà Trần ơi, mua 3 cây là được tặng 3 cây son dưỡng, được giảm mỗi cây 30 ngàn, là được giảm bao nhiêu tiền ta, mỗi cây 30 ngàn, 30, 60, 90, là được giảm 90 ngàn. Rồi ngoài ra chị yêu sẽ được miễn tiền ship và chị yêu sẽ được tặng thêm một cây son có màu nữa. Là chị yêu được tặng thêm một cây son có màu nữa nhá, chị được chọn 4 màu. Mình mua 3 cây nhưng mà mình được chọn 4 màu nhá, nhà em tặng thêm một cây nữa. Màu trên môi em hồng xanh, à màu này là màu hồng, màu này là màu hồng baby hay còn gọi là hồng đào nhá các chị yêu. Hồng baby hay còn gọi là hồng đào đây ạ. Em nhận được son rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị gia đình nhé. Chị gia đình mới đặt cách đây hôm thứ 6 thứ 7 hôm nay đã nhận được son rồi. Nhanh thế, chắc chị yêu ở gần em nè. Màu đỏ cherry này, màu đỏ cherry. Màu đỏ cherry, để em lên đỏ cherry luôn. Thư ký bỏ cái này qua bên kia đi thư ký ơi. Thử màu cam và màu nhạt. Ok chị Lý Trần này. Chị Tuyết Nhung em thấy nha. Dạ đúng rồi chị Thương cherry ơi, quá là rẻ luôn, quá là rẻ luôn. Tính ra có 90 ngàn một cây. Màu trên môi em nha, màu trên môi em đây ạ. Màu trên môi em đây là màu đỏ cherry hay còn gọi là đỏ mận nha các chị yêu ơi. Đỏ cherry hay còn gọi là đỏ mận ạ. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị Hoa Nguyễn em inbox đến nhân viên nhà em để nhân viên nhà em trả lời chị yêu nhá. Do là bây giờ em không nhớ được đơn hàng nhà em nhiều lắm, để nhân viên nhà em kiểm tra, nhân viên nhà em nhân viên nhà em báo chị yêu nhá. Màu trên môi em là màu đỏ cherry đây ạ. Chị Tem Nguyễn ơi, vậy chị Tem Nguyễn inbox cho nhà em luôn để nhân viên nhà em biết chị đổi đơn nhá. Mà không nhân viên nhà em mà đọc sót câu này cái gửi màu kia thì chết. Chị Tem Nguyễn inbox cho nhà em là cam đất, số điện thoại và địa chỉ hộ em luôn nhá. Các chị yêu inbox cho nhà em là số điện thoại, địa chỉ hộ em để nhân viên nhà em lên đơn sớm nha các chị yêu. Là gửi trong chiều nay luôn, là sẽ gửi trong chiều nay luôn nha các chị yêu nhá. Chị Nguyễn Ngọc Tống Dương đỏ dâu hồng dâu dầu gốc, tặng em lấy hồng dâu luôn nhé. Ok chị Nguyễn Ngọc Tống Dương này. Chị Nguyễn Ngọc Tuấn Dương, ok chị yêu nha. À ok chị yêu này, em cảm ơn chị yêu nha. Tết đỏ cam này, ok chị yêu này. Chị gia đình Hoàng Ngân hôm nay muốn mua thêm màu mới đúng không? Ok, em sẽ test màu đỏ cam thần thánh của nhà em cho chị yêu xem. Mà đặt ngay cái màu đỏ cam này đi chị yêu này. Dạ son nhà em giữ màu từ 4 đến 8 tiếng ạ. Đã là son thì đương nhiên phải có độ giữ màu. Độ giữ màu ok, nhưng mà có điều là không có loại ăn không trôi, rửa không ra các chị yêu nhá. Son nhà em giữ màu vừa phải thôi ạ. Có hóa chất đâu, có chì đâu, không hề có các chị yêu nha, nên là độ giữ màu vừa phải thôi ạ. Màu đỏ cam cho các chị yêu nào đang yêu thích tông màu đỏ cam. Em không có cam nu nha chị Trịnh Ngọc ơi. Màu đỏ cam các chị yêu ơi, quá là đẹp đúng không?
chị yêu thấy em này, các chị yêu có thể vào Facebook nhà em xem. Mỗi ngày em đều test live stream 3 đến 4 tiếng. Có hôm nào em hốt hàng cả đến 4 tiếng luôn. Còn hôm nào ít lắm phải 2 tiếng. Và ngày nào em cũng phát live stream. Ngày nào em cũng test màu son lên môi trực tiếp từ sáng đến chiều cho các chị yêu xem. Nếu mà em test 2 năm nay rồi nha mấy chế. Ngày nào em cũng test son. Và những lúc em không test son em vẫn xài son bình thường. Do là nhà bán son nên là bị nghiện son rồi. Cho nên là lúc nào cũng xài son lên môi. Đấy các chị yêu thấy môi của em. Nếu mà son nhà em mà có chì, em bán 2 năm nay rồi, thì môi của nhà em là thâm thì rồi, chứ không phải là loại thâm vừa nữa các chị yêu nhá. Không phải là loại thâm vừa đâu. Đấy, son nhà em nó có tác dụng trị thâm môi và làm hồng môi, và thành phần nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, nên em mới dám test như này cho các chị yêu. Có nhiều nhà bán son còn không dám test lên môi thoải mái như thế này đâu các chị yêu. Không dám test lên môi thoải mái như thế này luôn. Tại vì người ta biết được chất son nhà người ta thế nào, người ta biết được son nhà người ta xài lên môi sẽ có hại ra sao, nên là người ta không có dám xài. Còn môi nhà em ngày nay em cũng xài. Và hiện tại em cũng đang cho con, em cũng đang nuôi con nhỏ và đang cho con ti. Các chị yêu này, đấy, màu trên môi em sẽ để cho các chị yêu xem màu môi của em. Ngày nào cũng test, ngày nào như ngày nào. Ok chị Kim Chi nha, ok chị Chi Kim này, em cảm ơn chị Kim Kim nha. Đấy, môi ngày nào cũng test son đi nha mấy chế. Môi ngày nào cũng như ngày nào test son, không ngày nào là không test. Mà em, mà sau khi mà em sinh xong á, vừa mới sinh xong là họ sắc tố môi nó cũng ảnh hưởng rất chi là nhiều luôn. Nó bị lên sắc tố môi á. Màu cam nhạt, ok chị yêu này, em sẽ lên màu cam đào nhạt của nhà em. Em sẽ lên màu cam đào nhạt của nhà em nhá. Đấy, màu có màu môi, không có màu môi nè. Bé nhà em vừa tròn hơn một năm ạ. À. Mà em bán son 2 năm nay rồi mới chế. Mới tròn hơn năm thôi. Dạ cam không có đâu chị Kim Anh ơi. Màu trên môi em, màu trên môi em là màu cam, màu cam đào nha các chị yêu. Đây là cam đào nhạt. Đây là tông cam đào nhạt của nhà em nha các chị yêu, cam đào nhạt đây ạ. À. Chị yêu nào yêu thích cái tông cam đào nhạt này cho em xin cam đào nhạt vào số điện thoại nhé. Màu này là màu nhạt nhẹ vừa phải, gần ngang như màu hồng dâu. Gần ngang màu như màu hồng dâu, có điều là nó nhạt. Có điều là nó nhạt nhẹ, có điều là tông này là tông cam nhiều hơn nha. Còn tông kia là tông hồng, tông này là tông cam như mấy chế. Dạ vâng chị Kim Anh. Ấy vậy mà em test son cho các chị yêu từ 2 năm nay rồi đấy. Con em giờ mới hơn được năm thôi. Là lúc mà em bắt đầu test son là lúc đấy con em mấy tháng thôi, là em cũng bắt đầu là làm việc rồi, làm việc suốt cho các chị yêu để không thời gian nào ngưng nghỉ. Dạ chị Trần Như Ngọc nha, em cảm ơn chị Trần Như Ngọc nha. Tại vì em nắm bắt được trong cái sản phẩm son của nhà em, nó chỉ có dầu gốc, dầu dừa, dầu ô liu, dầu hành nhân, sáp ong, bơ, màu khoáng mỹ và vitamin E. Những thành phần này thật ra là đều là những thành phần dưỡng lên môi thôi. Nó dưỡng môi cho các chị yêu, làm cho môi của mình hồng hào. Không dưỡng thì làm sao mà môi hồng hào được các chị yêu. Đấy, cho nên là son nhà em là son hoàn toàn thiên nhiên. Ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng hốt, không lo vấn đề vì thâm môi. Muốn son của mẹ chuột xài được lâu bay màu, không trôi màu. Khi ăn bền màu thì các chị thoa lên môi, đợi xíu cho môi khô, dùng khăn giấy bậm lại. Đúng rồi chị Trang Nguyễn này. Khách nhà em kiểu như là mê son nhà em quá, nhưng mà là khoái mà kiểu như là muốn giữ màu lâu ấy các chị ơi. Cứ việc lấy cái khăn giấy bặm lên môi một cái là nó sẽ giữ màu lâu. Sau đó mình đánh lại 2-3 lần nữa là lúc này trên môi của mình nó có mặt bám lên môi rồi. Mình đánh thêm vài lần nữa lên môi là cực kỳ đẹp các chị yêu nhé. Đấy, chị Trang Nguyễn chị chia sẻ cách ăn không trôi luôn. Chỉ việc làm cái công việc đơn giản như thế thôi. Mình chỉ cần có vài mẹo nhỏ là mình có được một cây son cực kỳ đẹp. Bây giờ em sẽ lên màu hồng, hồng đỏ cho các chị yêu xem nhá. Em mới nhận được son rồi, màu hồng san hô đánh lên đẹp lắm. Đấy, em đã bảo mà đúng không chị Thúy Nga? Hôm đấy còn đang ngập ngừng là không biết lấy màu gì. Em bảo cứ lấy màu hồng san hô đi, đảm bảo về không chê vào đâu được. Hôm nay là đấy, chị yêu nào hôm nay đặt hàng nhà em, hôm nào hôm sau mà có nhận được son nhà em cho em xin mấy cái phản hồi như các chị yêu. Son được cũng cho em xin phản hồi, son không được cũng cho em xin phản hồi. Nếu mà son không được cho em xin phản hồi để em cải thiện lại chất lượng, còn son được là để em cảm ơn các chị yêu nhiều, để cho em tiếp tục có động lực để em làm, tiếp tục phát triển cái mảng son của nhà em các chị yêu nhá.
Màu trên môi em là màu hồng đỏ nha các chị ơi, đây là tông hồng đỏ. Màu hồng đỏ trên môi em nha các chị ơi, tông hồng đỏ cực kỳ là đẹp đấy ạ. Chị yêu nào yêu thích cái màu hồng đỏ này cho em xin hồng đỏ và số điện thoại nhé. Hồng đỏ và số điện thoại. Tông này là thiên về tông hồng và thêm tông đỏ bên trong nha các chị yêu nha. À dạ em chào chị Thu Huỳnh ạ. Rồi bây giờ còn chị yêu nào muốn em test màu gì nữa không ạ? Để em ngồi em test cái màu mà các chị yêu muốn luôn. Chị yêu nào muốn màu gì em test màu luôn không ạ? Em tổ chức mini game nho nhỏ để em kết thúc livestream ạ. Còn chị nào muốn em test màu gì, mình muốn xem đặc biệt muốn xem màu gì không ạ? Hồng san hô, ok chị Lý Trân nha. Còn chị yêu nào muốn em test màu gì thì cứ báo nha, em test xong em chơi game đây ạ. À, dầu gốc sao lại... Dầu gốc mà sao lại phải màu? Là sao ta? À, chị Thu Huỳnh hỏi em chưa hiểu ý của chị Thu Huỳnh lắm nè. Các chị yêu ơi, màu trên môi em đây là tông hồng san hô nhá. Thần thánh, đẹp, dã man. Đẹp không còn gì để tả. Đấy, đấy là màu hồng san hô. Cam tươi. À, chị Thu Huỳnh ơi, sau một thời gian sử dụng dầu gốc là những hạt màu dầu gốc này này, những hạt màu dầu gốc này nó sẽ xuống dưới đáy chai là làm cho cái màu chai của nó, thứ nhất là nó không được đỏ, cái thứ hai là sau một thời gian sử dụng với các chị yêu, sau một thời gian sử dụng, ví dụ như những chai dầu gốc này là các chị yêu sẽ nhìn cái tông màu của nó. Ví dụ như em để như này các chị yêu sẽ nhìn màu rất chi là đậm nha. Còn ví dụ như em để như này các chị yêu sẽ nhìn màu không đậm nữa, nó là do hiệu ứng của chai nữa nha các chị yêu. Nó là do hiệu ứng của chai nha. Đấy em để như này các chị yêu này, ánh sáng nó vào là nó sẽ nhìn màu không đậm nữa, nhưng mà em để này màu rất chi là đậm, các chị yêu thấy không ạ? Do hiệu ứng của chai. Cái thứ hai là sau một thời gian sử dụng là oxy nó sẽ vào trong cái chai rất là, nó sẽ vào trong cái chai là nhiều, là nó sẽ cũng sẽ làm cho cái màu nó nhạt đi nha, có nhạt nha các chị yêu nhé. Màu cam đất màu đỏ cherry. Em lên màu cam đất và màu đỏ cherry nữa là em lên chơi game nha. Một chai dầu gốc giá là 150.000 một chai miễn tiền ship nha. 150.000 một chai miễn tiền ship. Cam đất đây chị yêu ơi. Trên môi em là màu cam đất nhá. Rồi, em xin được lên màu tiếp theo. Dạ các chị yêu, để vào trong tủ lạnh thì thời gian bảo quản nó sẽ được lâu hơn. Nhưng có điều do dầu gốc nhà em không sử dụng chất bảo quản, cho nên là dầu gốc nhà em các chị yêu để vào trong tủ lạnh nó sẽ bị đông lại. Hoặc là ở khu vực miền Bắc nếu mà lạnh quá nó cũng sẽ bị đông lại nha các chị yêu. Đấy, còn mình để ở khu vực ở nhiệt độ bình nhiệt độ mà mát mẻ, không để vào ánh sáng chiếu rọi trực tiếp là ok rồi các chị yêu nhá. Rồi một màu nữa là màu đỏ cherry là em chơi game nhá. Một màu đỏ cherry nữa là chơi game. Màu gì đấy? Đỏ cherry hay còn gọi là đỏ mận tông đỏ đậm nha các chị yêu. Đỏ cherry hay còn gọi là đỏ mận tông này là tông đỏ đậm nha. Nhưng mà mình không muốn đậm như thế này, mình đánh nhạt thôi nha các chị yêu. Đánh nhạt trong lòng môi đánh ra cực kỳ đẹp nha. Em đánh thử trong lòng môi bữa giờ này. Em hướng dẫn các chị yêu đánh cái việc trong lòng môi cực kỳ đẹp nha. Em đánh đậm nha các chị yêu xem màu thôi. Còn các chị yêu có thể đánh trong lòng môi nha. Đánh trong lòng môi cực kỳ đẹp luôn.
Đây này các chị yêu này, người ta thường hay đánh trong lòng môi á, là các chị yêu đánh ở bên trong lòng môi. Mình nhậm nhậm lên tức là màu bên trong đỏ dần và ra ngoài thì nó sẽ bớt đỏ. Nhìn cái kiểu đánh này rất chi là tươi trẻ nha các chị yêu. Đấy, em đánh là màu nó đã khác hẳn rồi. Đây là em đánh trong lòng môi nha mấy chế. Rồi đánh ra ngoài một chút xíu đây. Rồi, không còn chị yêu nào muốn em test màu gì em sẽ lên mini game cho các chị yêu nhé. Thư ký bỏ cái cây này ra đây là sao đây thư ký ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên mini game cho các chị yêu chơi cho nó sướng nhá. Bây giờ là đến giây phút là hết son sủng rồi, hết bán buôn rồi. Bây giờ là chỉ đến giây phút chơi mini game cho sung sướng cuộc đời thôi. Em sẽ lên vài mini game nho nhỏ cho các chị yêu nhá. Không biết cái cây này mới để ở đây này, hay là cây kia xem thử coi. Hay là cây kia xem thử đi. Nó mà. Hả? Sao để hai cây này ở đây? Để qua kia đã, để qua kia đã. Thấy cây này mới ở đây tức thì này. À màu đỏ dâu. Màu đỏ dâu á. Mang ở đây chị. Màu đỏ dâu làm chưa? À, không nhớ nữa. Rồi em bây giờ em sẽ triển khai chương trình mini game, vài mini game nho nhỏ cho các chị yêu nhá. Bây giờ em xin được lên mini game. Các chị yêu nào chưa chia sẻ thì vui lòng chia sẻ bài hộ em. Tại vì chơi mini game nhà em không chơi thì thôi, đã chơi là sẽ có quà tặng đến tay. Nếu mà chị yêu nào không làm đủ 3 bước, thứ nhất chia sẻ, thứ hai kết bạn, thứ ba theo dõi, không làm đủ 3 bước là không được nhận son nhà em đâu nha mấy chế. Rồi bây giờ em bắt đầu lên mini game. Bây giờ em sẽ đọc những câu hỏi đơn giản thôi. Nói chung là bây giờ là đến giờ đơn giản của nhau thôi. Nên là em sẽ đọc những câu hỏi đơn giản. Chị yêu nào đoán được những câu hỏi này là hốt hàng của em nha. Nhớ là đằng sau câu trả lời sẽ cho em số điện thoại để em gọi điện trực tiếp đến nha. Đằng sau câu trả lời là câu trả lời là số điện thoại nha. 1 2 3. Ai sớm chiều phải đi ca, làm ra mọi thứ cho ta được dùng là ai các chị yêu ơi? Ai sớm chiều phải đi ca, làm ra mọi thứ cho ta được dùng? Câu 31. Em mà em toàn chơi sách chơi vở thôi, em chả biết nên là em phải chơi sách chơi vở em hốt hàng thôi. Câu 31 là cái ai đây? Ai sớm chiều phải đi ca, làm ra mọi thứ cho ta được dùng là ai à? Là ai à? Cho em xin số điện thoại đằng sau nha. Chị yêu nào không có số điện thoại đằng sau là em sẽ không gọi điện đến nha. Bởi vì nhà em là cần phải số điện thoại đằng sau, nhà em sẽ gọi điện đến nha các chị yêu nha. Người đầu tiên là chị Vũ Đạt này. Chị Vũ Đạt không có số điện thoại. Chị Vũ Đạt không có số điện thoại qua này. Chị Tí Điệu Xì Chung này không có số điện thoại qua này. Hồi nãy em đã nói là nhớ ghi số điện thoại đằng sau để em gọi điện mà em vừa nói tức thì xong. Chị Tí Điệu Xì Chung không có số điện thoại này. Chị Đào Thị Hằng này có công nhân số điện thoại này. Công nhân sớm chiều phải đi ca, đi làm việc để làm cho các chị em mình có những sản phẩm ưu đãi để mình được dùng. Bây giờ em sẽ gọi điện trực tiếp lên 0977 này. 0977 này, 7 này, 63 này. 128. Không chín bảy 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 sáu ba một hai tám gọi. Sao không gọi được sim hai ta? Rồi cho em xin ra vài giây để em chỉnh sửa là sao không gọi được sim hai đây. Rồi bây giờ em xin được công bố kết quả là chị Đào Thị Hằng chuẩn xác nha. Nhà em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ và kết bạn của chị Đào Thị Hằng nha. Chị Đào Thị Hằng do là nghe tên là cũng mới lắm cho nên là phải kiểm tra ngay lượt chia sẻ đã. Có chị yêu nào kiểm tra hộ em lượt chia sẻ của chị Đào Thị Hằng đã chia sẻ kết bạn nhà em chưa ạ? Chị Đào Thị Hằng này.
chị Đào Thị Hằng. Dạ vâng ạ. Chị Đào, có chị yêu nào kiểm tra hộ em chị Đào Thị Hằng đã chia sẻ kết bạn chưa ạ? Đào Thị Hằng, Hình Hải đại diện là hai anh chị. Đây là Facebook của chị Đào Thị Hằng nha các chị yêu. Nhưng mà xin chia buồn là chị Đào Thị Hằng chưa ấn theo dõi và kết bạn nhà em nha các chị yêu. Chị Đào Thị Hằng là chưa ấn theo dõi và kết bạn của nhà em. Đã chia sẻ rồi nhưng mà chưa ấn theo dõi và kết bạn của nhà mẹ chuột nha các chị yêu. Chưa, nhà em là đã nói là quà tặng nhà em. Không chơi mi game thì thôi, mà đã chơi là chắc chắn là sẽ có quà. Và làm đủ 3 bước hộ em. Thứ nhất là chia sẻ, thứ hai là kết bạn, thứ ba là theo dõi. Phải làm đủ 3 bước hộ em nha các chị yêu. Chị Đào Thị Hằng chưa làm ấn theo dõi và kết bạn nha các chị yêu. Chưa theo dõi, chưa kết bạn. Hủy nha các chị yêu, hủy game. Xin chia buồn với chị Hằng luôn. Bởi vậy em mới nói là chơi game nhà em chắc chắn là trúng. Trúng thì các chị yêu vui lòng làm đủ các bước hộ em nhá. Gửi hàng cho em chưa? Chị Nha Nha ơi, inbox cho nhà em để em kiểm tra hàng nhé. Tại vì nhà em đơn hàng nhiều, bây giờ em không nhớ luôn. Rồi, xin chia buồn với chị yêu nha. Dạ, chị thương Cherry, không phải bạn của chị ấy nên là không hiện đâu ạ. Do một số người sẽ không phải là bạn mình, nó sẽ không hiện. Bây giờ em sẽ lên câu đố tiếp theo nha, em sẽ đọc câu đố này. Cú Kiều sông Tiền Đường, một đời thanh thản, nâu sòng muối dưa. Là ai các chị yêu ơi? Ai Cú Kiều sông Kiều Đường, không sông Tiền Đường, một đời thanh thản, nâu sòng muối dưa là ai các chị yêu ơi? Câu 23. Kiểm tra câu 23. Rồi, em đã thấy ai đây rồi. Các chị yêu đoán câu này hộ em nha. Ai Cú Kiều sông Tiền Đường, một đời thanh thản, nâu sòng muối dưa là ai à? Nguyễn Trãi đâu? Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi có Cú Kiều đâu. Dạ chị Đào Thị Hằng ơi, chị chưa ấn theo dõi, chưa ấn kết bạn nhà em nha. Ấn theo dõi mà chưa ấn kết bạn à. Phải làm đủ 3 bước hộ em nha. Từ Hải không phải, Nguyễn Trãi không phải, Thanh Đạm không phải nha. Nguyễn Trãi không phải nha. Chị yêu nào mà ấn kết bạn nhà em là nhà em sẽ có thể hiện lên chữ là chờ xác nhận kết bạn cơ. Chị yêu nào mà ấn kết bạn nhà em là sẽ có chữ ấn chờ theo dõi kết bạn. Nguyễn Trãi không phải, Từ Hải không phải. Từ Hải đâu phải đâu, Từ Hải đâu có một đời thanh thản nâu sòng đâu. Từ Hải đâu có vào chùa đâu các chế. Từ Hải không phải nha. Bạch Hải Đường không phải nha, Từ Hải không phải nha. Nhân vật Từ Hải là Cú Kiều rồi lấy Kiều thôi. Mấy chế. Không phải Từ Hải đâu nha mấy chế. Nguyễn Du không phải nha, Nguyễn Du không phải. Ai Cú Kiều khỏi sông Tiền. Khi mà chị Kiều ấy, chị ấy buồn quá, chị ấy tự vấn lần đầu tiên ấy, chị ấy tự vấn 3 lần, lần đầu tiên hay lần thứ hai gì đó có. Khi mà chị ấy tự vấn là có một người cứu chị ấy khỏi cái lần tự vấn đấy. Và người này là một đời thanh thản nâu sòng, nghe gần giống như là ai nhỉ? Sư ấy. Em nói các chị yêu là các chị yêu biết rồi đấy. Ai Cú Kiều? Kim Trọng không phải đâu, Kim Trọng không phải đâu. Kim Trọng, Từ Hải đều không phải ạ. Nguyễn Du không phải, Nguyễn Du chỉ là nhà thơ thôi. Nguyễn Du đâu có Cú Kiều đâu. Nguyễn Quyến không phải, Thúy Kiều không phải. Giác Duyên, Trương Huyền Trang, chuẩn xác. Đó chính là sư Giác Duyên nha các chị ơi. Sư Giác Duyên là người. Sư Giác Duyên này ghi đúng chưa? Ok. Sư Giác Duyên chính là người Cú Kiều khi mà Thúy Kiều giao mình xuống dòng sông và đã được Sư Giác Duyên cứu Thúy Kiều lên nhá. Câu hỏi của nhà em đó là ai Cú Kiều sông Tiền Đường, một đời thanh thản, nâu sòng muối dưa. Tức là Sư Giác Duyên đấy mấy chế. Và em xin chúc mừng chị Huyền Trang à. Chị Trương Huyền Trang này kiểm tra lượt chia sẻ theo dõi kết bạn ngay lập tức. Phải đủ các bước mới được nhận son của nhà em. Trương Huyền Trang. Chế Trương Huyền Trang có hình đại diện là khuôn mặt nửa. Sao không em không tìm thấy ta?
Có hình đại diện là khuôn mặt nửa này. Chị Trương Huyền Trang chắc là khách mới hay sao mà em không nhìn thấy trên này ta. Chị Trương Huyền Trang có khuôn mặt nửa. Đây rồi, đây rồi. Rồi ok, chị yêu nào mà đã ấn kết bạn nhà em là nó sẽ có cái hình màu xanh như này này. Như chị Trương Huyền Trang, chị kết bạn nhà em là khi em nhìn là sẽ thấy cái hình màu xanh như này. Tức là đang chờ nhận xác nhận của nhà em. Đấy, muốn nhìn biết kết bạn hay không nhìn cái biết liền à. Chị yêu nào mà đã ấn kết bạn là nhà sẽ có một cái hình màu xanh thể hiện lên trên này của nhà em nhá. Và sau đó em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ. Chị Trương Huyền Trang đã chia sẻ bài nhà em rồi nha các chị yêu. 4 phút trước, chia sẻ 4 phút trước. Ok, chị Trương Huyền Trang vừa hợp lệ luôn. Em xin chúc mừng chị Trương Huyền Trang nhá. Chị Trương Huyền Trang chụp ngay màn hình lại cho nhà em, inbox đến nhà em nhá. Chị được tặng một cây son gốc có tác dụng trị thơ môi và làm hồng môi nhá. Chị được tặng một cây son này, chị tiền ship hộ em nhá. Do là nhà em quà tặng là nhà em sẽ không biến ship đâu ạ. Rồi bây giờ em thêm một mini game cuối cùng là nhà em sẽ nghỉ game nha các chị yêu nha. Lên một mini game cuối cùng là nhà em sẽ nghỉ game nha. Bây giờ em sẽ đọc một câu đố tiếp theo. Con gì rất thích mật ong, nổi danh sứ mệnh bộ lông đen xì, là con gì các chị yêu ơi? Con gì rất thích mật ong, nổi danh sứ lạnh bộ lông đen xì, là con gì mấy chế ơi? Câu 65 là con gì đây? Con gì đây? À, con này em biết. Con này em biết. Hôm qua chị Dê Gia Huỳnh chơi game nhà em chưa trúng đúng không? Hôm nay chơi mới được trúng đúng không? Chị Dê Gia Huỳnh ngày hôm qua chơi game nhà em hoài này. Gia Dê Huỳnh. Chị Gia Dê Huỳnh, hình đại diện cô gái đeo mắt kiếng. Rồi đây thấy luôn. Rồi chị Gia Dê Huỳnh đã ấn kết bạn theo dõi này này. Đấy, phải làm đủ các bước mới chuẩn. Theo là xem là đã chia sẻ chưa? Ok, đã chia sẻ 10 phút trước. Xem chị Gia Dê Huỳnh đã được nhận cây son nhà em nào chưa này, xem nào, thử xem nào. Chị Gia Dê Huỳnh chưa được trúng thưởng cây son nào nhà em hết. Chị yêu là ở tại Đồng Nai luôn. Ôi gần em mà. Ở đâu vậy? Em ở Vĩnh Cửu Đồng Nai này. Rồi em xin chúc mừng chị Gia Dê Huỳnh nha, chị Gia Dê Huỳnh ơi. Chị Gia Dê Huỳnh là người trả lời đúng nha. Em gọi điện đến để xem chế Gia Dê Huỳnh này không. 16699 46112, gọi điện luôn. Dạ alo. Dạ alo, cho em hỏi có phải số điện thoại của chị Gia Dê Huỳnh không ạ? Dạ chị yêu ơi, em thấy chị yêu ở Đồng Nai hả? Chị ở khu vực Đồng Nai nào vậy? Mình nhận Đồng Hương. Dạ em ở chợ Bình Tân đó chị. À vậy gần em mà. Chị biết salon chị Huỳnh Ngọc Lụa không? Dạ biết. Trời ơi chế đấy chơi game nhà em trúng game hoài luôn á. Dạ vâng chị ơi, vậy chị ở gần khu vực là vậy, gần Bình Tân là cũng gần gần đấy rồi, vậy em biết rồi. Vậy chị yêu ơi, em xin chúc mừng chị yêu nhá. Hôm nay được chơi game trúng thưởng nhà em một cây son nhá. Bữa giờ chưa trúng nhà em cây nào đúng không? Dạ bữa giờ cũng chưa mua nhà em cây nào đúng không? Rồi ok chị yêu, em cũng vừa vào phần tin nhắn em thấy rồi. Dạ chị yêu ơi, dạ em xin chúc mừng chị yêu nhá. Inbox màu son và số điện thoại chụp ngay màn hình cho em lại nhá chị yêu nhá. Rồi ok em cảm ơn chị yêu rất chi là nhiều ạ. Rồi ok em cảm ơn chị yêu nhá, chị em địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Em đã tìm được vị chủ nhân tiếp theo. Em đã tìm được vị chủ nhân tiếp theo nhận một cây son gốc nhà em nhá. Và hôm nay em xin được kết thúc livestream ở đây. Để cuối này em lên em tiếp tục quẩy với các chị yêu nhá. Tối hôm nay sẽ tiếp tục quẩy với các chị yêu. Quà tặng của tối hôm nay rất chi là nhiều. Thường quà tặng thì nhà em thường hay hốt hàng vào buổi tối, rất chi là nhiều luôn. Còn bây giờ buổi trưa em để cho các chị yêu đi nghỉ ngơi và ăn cơm. Rồi mẹ chuột xin chào tất cả các chị yêu nhá. Dạ đúng rồi, chị Huỳnh Ngọc Lụa là game thủ của nhà em mà. Các chị yêu đặt hàng inbox cho nhà em địa chỉ với số điện thoại nha các chị yêu ơi. Đặt hàng cho nhà em inbox địa chỉ với số điện thoại cho nhà em nhé.